Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 546. Diệp Thần nói, phá trận sư, các ngươi muốn làm gì? Ngư Triều Hy nói, là, vì phá vỡ Minh Đạo Cung cửa lớn. Minh Đạo Cung lối vào, người khác không biết, nhưng ta Tiêu Diêu đạo tràng là biết đến, bởi vì Minh Đạo Cung, là năm đó Đạo Thiên Đế hậu nhân sáng tạo, mà sư phụ ta, chính là Đạo Thiên Đế thân đệ đệ. Lão nhân gia ông ta thêm chút suy tính, liền có thể suy tính đến Minh Đạo Cung lối vào chỗ. Cái kia cửa vào phong bế kiên cố, có đại trận thủ hộ, vì vậy cần muốn phá trận sư xuất tay đánh phá. Kỳ thật Minh Đạo Cung lối vào, nếu như Lạc Phi Thiên thực lực không bị tổn hại, hắn cũng có thể suy tính đến, chỉ bất quá hắn bây giờ chỉ còn lại một luồng tàn hồn, không có đỉnh phong thời điểm mạnh mẽ như vậy, cho nên rất nhiều nhân quả đều khó mà bắt. Cũng là đệ đệ của hắn rơi Tiêu Dao. Bây giờ tu vi thông thiên, có thể suy tính đến cửa vào chỗ. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh nói, chờ phá trận về sau, các ngươi liền muốn đại khai sát giới. Ngư Triều Hy nói, đúng vậy, sư phụ ta đã cùng Hắc Ám Ma Quân đạt thành hiệp nghị, chúng ta tới thanh lý Minh Đạo Cung người, giúp hắn giải quyết tai họa ngầm, hắn nắm Đạo Thiên Sơn Hà Lô nhường cho bọn ta, làm thù lao. Luân hồi chi chủ, ngươi cũng là hướng về phía Đạo Thiên Sơn Hà Lô tới. Ngư Triều Hy mơ hồ thấy Diệp Thần ý chí, cũng là muốn chiếm lấy Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Diệp Thần chấn động, nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, các ngươi lại muốn cùng Hắc Ám Ma Quân cấu kết, mưu hại Đạo Thiên Đế hậu nhân, còn muốn cướp đoạt sự vĩ đại của hắn kỳ quan. Ngư Triều Hy nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt phong mang tất lộ, lập tức một hồi bối rối, nói, không phải, luân hồi chi chủ, Ngô. Việc này nói đến phức tạp. Kỳ thật. Năm đó Đạo Thiên Đế sau khi chết, Vọng Hồ đạo tràng bị Hắc Ám Ma Quân chiếm lấy, sư phụ ta từng một lần phẫn nộ, không tiếc đại giới cùng Hắc Ám Ma Quân chém giết, nghĩ đoạt lại Đạo Thiên Đế lãnh địa, cứu vớt hắn hậu nhân. Nhưng, Minh Đạo Cung người, lại là không cảm kích chút nào, nói là sư phụ ta hại chết Đạo Thiên Đế, chiếm lấy hắn vũ trụ mệnh cách. Tóm lại, là Minh Đạo Cung người, thủy chung hiểu lầm sư phụ ta thật sự là đau lòng bất đắc dĩ. Cuối cùng quyết định từ bỏ Minh Đạo Cung, đem bọn hắn toàn bộ giết chết được rồi, chỉ cần có thể cầm lại Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Bởi vì nếu như không làm như vậy, cái kia Đạo Thiên Sơn Hà Lô, không sớm thì muộn muốn bị Hắc Ám Ma Quân cướp đi. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, mơ hồ thấy Minh Đạo Cung ở giữa, cùng rơi Tiêu Dao tồn tại thiên đại hiểu lầm, gây nên khiến cho hai bên cừu hận nghiêm trọng, thậm chí rơi Tiêu Dao đau lòng phía dưới, đã quyết định từ bỏ Minh Đạo Cung. Còn muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Ta nghe nói năm đó, Đạo Thiên Đế là nghịch thiên mà đi, cùng đấu chiến thần Đạp Thiên Lăng Tiêu, cuối cùng song song gặp thiên phạt, bị thiên kiếp chém thành cho tàn. Hắn chết, lại cùng đệ đệ của hắn rơi Tiêu Dao không quan hệ. Diệp Thần cân nhắc ngôn từ nói ra, cũng không có bại lộ Lạc Phi Thiên kỳ thật không có chết hẳn, còn có một luồng tàn hồn còn lại, liền ở trong cơ thể mình. Ngư Triều Hy nói, đúng vậy a. Luân hồi chi chủ, người quả nhiên là nhìn rõ mọi việc, liền chuyện bí ẩn như vậy đều biết. Đạo Thiên Đế năm đó đi qua, tại không không lúc nào không bên trong, cơ hồ không có người nào biết, thế nhân chỉ biết là đấu chiến thần, cũng không biết năm đó Đạo Thiên Đế, từng đi theo đấu chiến thần cùng một chỗ đạp thiên. Ngư Triều Hy thanh âm thăm thẳm, tiếp tục nói, chẳng qua là, Minh Đạo Cung người, lại không cho là như vậy, bọn hắn tưởng rằng sư phụ ta, hại chết Đạo Thiên Đế. Diệp Thần hỏi, này là vì sao? Ngư Triều Hy đột nhiên hỏi, người biết vũ trụ mệnh cách sao? Diệp Thần gật đầu nói, biết, thiên đạo có 6 mặt, mỗi một mặt đại biểu cho một loại mệnh cách, sinh sinh nói, tử hồn nói, sát lục đạo, bầu trời nói, vũ trụ nói, vận mệnh nói, vũ trụ mệnh cách chính là cái kia lục đạo mệnh cách một trong. Ngư Triều Hy nói, không sai, năm đó Đạo Thiên Đế chính là vũ trụ mệnh cách giác tỉnh giả. Nhưng thế gian này, trừ hắn ra, còn có giác tỉnh giả khác, có chừng hơn 30. Nhưng những giác tỉnh giả đó đều không ngoại lệ, toàn bộ bị một vị thần bí sát thủ đánh giết, mệnh cách cũng bị thu gặt, chỉ có Đạo Thiên Đế, bởi vì có gia tộc và sư phụ ta bảo hộ, cho nên trốn qua nhất kiếp, hắn cuối cùng là mưu toan đạp thiên lăng tiêu, bị thiên phạt giết chết. Đến mức vị kia thần bí sát thủ, không người biết được cái tên cùng tướng mạo, bởi vì hắn đem chính mình chỗ có tồn tại thiên cơ dấu vết, toàn bộ xóa đi. Nhưng hắn thu hoạch vũ trụ mệnh cách, chính hắn lại không luyện hóa, mà là ban cho thủ hạ đệ tử, cũng là một sát thủ, tên là Kinh Vô Mệnh.
Diệp Thần nghe đến đó, chấn động trong lòng, nói kinh vô mệnh, phần tịch Linh Sơn Thiên Tự số thứ 3 sát thủ. Ngư Triều Hy cả kinh nói, a, à, luân hồi chi chủ, người biết đến thật nhiều. Diệp Thần gật gật đầu, hắn tự nhiên nhớ kỹ kinh vô mệnh, đó là sát hại tinh đạo long nữ thủ phạm. Tinh đạo long nữ tại trước khi tiêu tán trước, còn căn dặn Diệp Thần muốn giúp nàng báo thù. Kinh vô mệnh đạt được vũ trụ mệnh cách, cái kia sau này. Diệp Thần mơ hồ đoán được cái gì? Ngư Triều Hy liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, sau này, chính là ta sư phụ ra tay thừa dịp kinh vô mệnh một lần nào đó suy yếu, đã thương nặng hắn, đưa hắn vũ trụ mệnh cách lột đoạt lại. Từ đó về sau, sư phụ ta cũng thành vũ trụ mệnh cách người sở hữu, nhưng Minh Đạo Cung người, lại nhận định sư phụ ta vũ trụ mệnh cách, là từ trên người Đạo Thiên Đế cướp bóc đi, là dùng đệ thí huynh, đại nghịch bất đạo. Sư phụ ta mẫu thân, tại hắn khi còn bé, đã từng nghĩ tước đoạt Đạo Thiên Đế mệnh cách huyết mạch, cấy ghép đến trong cơ thể hắn, nhưng hắn cực lực phản đối, hắn là người quang minh lỗi lạc, như thế nào lại thương tổn tới mình thân huynh trưởng. Hắn vũ trụ mệnh cách, có thể là hắn nhọc nhằn khổ sở, từ trên người kinh vô mệnh đoạt tới, nhưng Minh Đạo Cung người cũng không tin, vô luận sư phụ ta dùng loại thủ đoạn nào chứng minh, bọn hắn đều đi theo ma giống như, liền là không tin, nói sư phụ ta là sát huynh tiểu nhân hèn hạ. Nhưng làm sư phụ ta giận đến đều sắp hộc máu. Hiện tại sư phụ ta là lười nhác cái cọ, Minh Đạo Cung những người kia phong ma, dù như thế nào cũng không chịu tin tưởng hắn, vậy hắn cũng không có gì đáng nói, trực tiếp đem người giết sạch chính là, xong hết mọi chuyện, còn có thể thu hồi Đạo Thiên Sơn Hà Lô, đây chính là Đạo Thiên Đế vĩ đại kỳ quan, cũng không thể lại để cho Minh Đạo Cung những người điên kia bảo quản. Diệp Thần nghe xong Ngư Triều Hy, chỉ cảm thấy ra thiên cơ phù hợp. Chân tướng đúng là như thế, nàng không có nói sai. Sư phụ nàng Tiêu Dao Đại Đế, năm đó từng trọng thương kinh vô mệnh, chiếm lấy đến vũ trụ mệnh cách nhưng bị Minh Đạo Cung người hiểu lầm, nhận định hắn vũ trụ mệnh cách là giết chết Đạo Thiên Đế sau tước đoạt. Tại Minh Đạo Cung mắt người bên trong, Tiêu Dao Đại Đế liền là sát hại Đạo Thiên Đế thủ phạm. Đây là thiên đại hiểu lầm. Hôm nay Tiêu Dao Đại Đế muốn liên thủ với Hắc Ám Ma Quân hợp tác, tiêu diệt Minh Đạo Cung. Cũng là bởi vì Minh Đạo Cung người, đối với hắn hiểu lầm cừu hận quá sâu, hắn thực sự không cách nào lại chịu đựng, cũng nhận định Minh Đạo Cung người, không có bị cứu rỗi tư cách, hắn muốn đem tất cả mọi người diệt sát, thu hồi Đạo Thiên Đế đã từng vĩ đại kỳ quan, Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên nghe đến mấy cái này hiểu lầm về sau, cũng là rất đỗi chấn động, lẩm bẩm nói, ta những cái kia không ra hồn đồ tử đồ tôn, đến cùng là thế nào? Thế mà đối Tiêu Dao lầm sẽ lớn như vậy, còn khiến Tiêu Dao muốn giết sạch bọn hắn. Diệp Thần trầm ngâm nói, tiền bối, vấn đề này, sau lưng khả năng có khác kỳ quặc, đừng quên, nơi này đã sớm bị Sửu Thần tộc chiếm lấy, mà Sửu Thần tộc, nhất giỏi về mê hoặc lòng người, vặn vẹo thị phi. Ngẫm lại tại Tinh Không Thần Sơn, Hồn Thiên Đế phục sinh thời điểm, Sửu Thần cũng buông xuống, vài ba câu, liền để Hoa Tổ cùng Kiếm Tử Tiên Trần làm phản rồi. Mê hoặc nhân tâm thủ đoạn chi đáng sợ, đơn giản không thể dùng lời nói hình dung. Trước mắt vọng hồ đạo tràng cao nhất chúa tể, Hắc Ám Ma Quân, thực lực của hắn, mặc dù không thể cùng Sửu Thần so sánh, nhưng hắn dù sao cũng là cửu đại ma quân một trong, khẳng định cũng đã nhận được Sửu Thần chân truyền, mê hoặc nhân tâm cùng vặn vẹo tinh thần thủ đoạn, tuyệt đối không thể khinh thường. Minh Đạo Cung người, đối Tiêu Dao Đại Đế lầm sẽ lớn như vậy, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần đoán chừng là Sửu Thần tộc cùng Hắc Ám Ma Quân ở sau lưng giở trò. Lạc Phi Thiên cũng không tin, chính mình hậu nhân sẽ cố chấp như vậy, nói, mộ chủ, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp đi trước Minh Đạo Cung một chuyến, tự mình nhìn thấy ta hậu nhân, mới có thể biết rõ chân tướng sự tình. Diệp Thần nói, đúng là như thế. Hắn liền hướng Ngư Triều Hy hỏi, uy, người biết Minh Đạo Cung cửa vào tọa độ A. Ngư Triều Hy ngốc ngốc nói, biết, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thần nói, nắm tọa độ nói cho ta biết. Ngư Triều Hy nói, Minh Đạo Cung lối vào, có đại trận thủ hộ, đó là dùng Đạo Thiên Sơn Hà Lô ép thủ trận pháp, kiên cố nghiêm mật, liên thiên đế đều không phá nổi, ta coi như nói cho ngươi tọa độ, ngươi cũng vào không được a. Diệp Thần nói, ngươi nói cho ta biết lại nói. Ngư Triều Hy nghe được Diệp Thần ngữ khí nghiêm khắc, hiện tại cũng không dám phản bác. Ngoan ngoãn ồ một tiếng đem cửa vào vị trí tọa độ, nói cho Diệp Thần. Diệp Thần yên lặng ghi lại, gật đầu nói, ừm, tốt, ta biết rồi, người có khả năng đi. Nghe vậy,
Ngư Triều Hy chỉ cho là mình nghe lầm, nói cái gì? Diệp Thần nói, ta nói, ngươi có khả năng đi. Ngư Triều Hy ngây ngẩn cả người, nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi muốn thả ta đi. Diệp Thần nói, không phải đâu, còn muốn ta nuôi cơm hay sao? Ngư Triều Hy hoảng hốt vội nói, không phải, không phải, chẳng qua là. Nàng có chút không thể tin được, không nghĩ tới Diệp Thần liền dễ dàng như vậy thả chính mình rời đi. Diệp Thần nói, gọi ngươi đi thì đi, la lý la lắm điều chút gì, ta mở không ra cửa vào, ngươi đi mở ra là được. Minh Đạo Cung lối vào có đại trận thủ hộ, liên thiên đế đều khó mà phá vỡ, Diệp Thần nghĩ muốn phá trận, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Hắn thả đi Ngư Triều Hy liền là để cho nàng đi phá trận, nàng đã sớm mang theo 72 cái phá trận sư đến đây, muốn cùng Hắc Ám Tà Điện hợp lại, công phá Minh Đạo Cung, lại thanh lý huyết tẩy Minh Đạo Cung đệ tử, cuối cùng chiếm lấy Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Đây là Tiêu Dao Đại Đế, cùng Hắc Ám Ma Quân mưu tính. Ngư Triều Hy hoảng hốt vội nói, ách, tốt, luân hồi chi chủ, ta cáo từ trước. Nàng trái tim đập bịch bịch, e sợ cho Diệp Thần đổi ý. Hiện tại khom người hướng Diệp Thần thi lễ một cái, nhưng lại sợ không đủ cấp bậc lễ nghĩa, suy nghĩ một chút, liền hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đông 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 dập đầu ba cái, đa tạ ân không giết. Đi đủ cấp bậc lễ nghĩa về sau, nàng mới nơm nớp lo sợ xoay người rời đi. Nhìn thấy Ngư Triều Hy đi, Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, người đem tiểu cô nương này dọa đến quá sức. Diệp Thần lắc đầu, nói, này cái gọi là thánh nữ, đạo tâm cư nhiên như thế không ổn định. Lạc Phi Thiên cười nói, là sát khí của ngươi quá nồng nặc. Diệp Thần vốn là dùng trộm tinh đại pháp, đánh cắp Ngư Triều Hy trong cơ thể linh khí, để cho nàng lâm vào suy yếu, nàng lại nhận thiên đấu đại đồ kiếm kiếm khí trùng kích, đạo tâm liền mảy may ngăn cản không nổi, dẫn đến ra vô tận kinh khủng, đối Diệp Thần tràn đầy kính sợ. Thả đi Ngư Triều Hy về sau, Diệp Thần cũng lặng yên theo không gian nếp gấp bên trong ra tới, ẩn nấp lấy khí tức, đã thấy trong rừng rậm. Có thật nhiều vệ binh cùng tuần thú đám người, đang tìm kiếm lấy Ngư Triều Hy tung tích, lại có người cao giọng la lên tên của nàng. Chỉ thấy Ngư Triều Hy lấy lại bình tĩnh, cao giọng nói ra ta tại đây bên trong. Trong rừng rậm một hồi soạt soạt tiếng động, có 10 cái vệ binh cấp tốc chạy vội tới, nhìn thấy Ngư Triều Hy lông tóc không tổn hao gì, lập tức mừng rỡ. Có vệ binh nói, Ngư Tiểu Thư, ngươi không sao. Luân hồi chi chủ đâu? Ngư Triều Hy bình tĩnh nói, ta cùng luân hồi chi chủ đại chiến 300 hiệp, không phân thắng bại, hắn đã bị ta bức lui, chúng ta về thành chính là, vẫn là phá trận quan trọng. Đến mức luân hồi chi chủ, giao cho các trưởng lão xử lý chính là, các ngươi còn không có tư cách đi tiếp xúc hắn. Nàng theo Diệp Thần thủ hạ thoát thân, không có nguy hiểm đến tính mạng, lần này nói thanh âm đàm thoại lại khôi phục thanh lãnh, lại có thánh nữ uy nghiêm. Chúng vệ binh cùng kêu lên đáp, đúng. Liền vây quanh Ngư Triều Hy về thành. Tại u ám cổ thành bên trong, bình thường người không biết thân phận của Ngư Triều Hy, nhưng chúng vệ binh đều là Hắc Ám Tà Điện đệ tử, đối thân phận của Ngư Triều Hy lại là vô cùng rõ ràng, biết nàng là Tiêu Diêu đạo tràng thánh nữ, cũng là công diệt Minh đạo cung nơi mấu chốt, vì vậy không dám chậm trễ chút nào. Diệp Thần đưa mắt nhìn Ngư Triều Hy rời đi, trong lòng âm thầm buồn cười, cái này tôn quý vô cùng thánh nữ, vừa mới có thể là quỳ gối chính mình dưới chân tới. Bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nơi nào có bây giờ cao quý. Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, chúng ta phải mau sớm đi Minh Đạo Cung A. Hắn chỉ muốn tra ra chân tướng, vì sao chính mình hậu nhân, sẽ trở nên cố chấp như vậy, lại sợ Hắc Ám Ma Quân cùng Ngư Triều Hy, thật đem Minh Đạo Cung huyết tẩy. Diệp Thần nói, tiền bối, ta biết, ta hiện tại liền đi cái kia cửa vào nhìn một chút. Minh Đạo Cung cửa vào tọa độ. Diệp Thần đã theo Ngư Triều Hy trong miệng thăm dò đến, hiện tại hắn không do dự, lập tức khóa chặt tọa độ kia vị trí cấp tốc bay vút đi. Vọng hồ đạo tràng cương vực cuồn cuộn nơi này linh khí nồng nặc nhất chỗ, là một tòa gọi thiên đạo hồ hồ nước. Này tòa thiên đạo hồ, thuần túy là thiên đạo khối Rubik linh khí hội tụ mà thành, linh khí nguyên chất 10 điểm dồi dào, đối tu luyện tăng thêm tác dụng to lớn. Càng then chốt chính là, mỗi đến ban đêm, thiên đạo hồ có thể phản chiếu ra thiên đạo khối Rubik cái bóng, chỉ cần quan sát thiên đạo khối Rubik cái bóng, liền có thể cảm ngộ đại đạo diệu lý, tăng tiến tu vi. Vọng hồ đạo tràng, nhìn liền là thiên đạo hồ, xem liền là thiên đạo khối Rubik. Năm đó Lạc Phi Thiên, danh xưng đạo thiên đế, thiên sinh vũ trụ mệnh cách,
hắn sớm liền được thiên đạo tán thành, cho nên hắn năm đó, rất nhẹ nhàng liền nắm trong tay thiên đạo hồ, cũng thành lập đạo tràng. Ngư Triều Hy cho Diệp Thần tọa độ, cái kia minh đạo cung lối vào, ngay tại thiên đạo hồ bên trong. Cái này thiên đạo hồ, bởi vì có thể phản chiếu thiên đạo khối Rubik, cho nên mỗi đến ban đêm, hắc ám trong tà điện, sẽ có đại lượng đệ tử tới quan sát tu luyện. Toàn bộ vọng hồ đạo tràng, địa phương náo nhiệt nhất, cũng không là u ám cổ thành, mà là này tòa thiên đạo hồ. Minh đạo cung lại dám nắm cửa vào để ở chỗ này, thật sự là to gan lớn mật lại gọi người đoán không được. Càng địa phương nguy hiểm, thường thường liền càng an toàn. Tại hắc ám trong tà điện bộ, liền hắc ám ma quân, cũng không biết cửa vào cụ thể chỗ, chỉ có Tiêu Dao đại đế, dựa vào đủ loại nhân quả, có thể suy tính ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần liền một đường hướng về thiên đạo hồ bay vút đi, lại tại dọc đường rừng rậm cây cối, vách núi nham thạch, thôn trấn chợ ở giữa, âm thầm lưu lại Lạc Phi Thiên đặc hữu hình kiếm ký hiệu, ước chừng đến lúc xế chiều, Diệp Thần liền cuối cùng đi vào thiên đạo hồ. Chính là ban ngày, thiên đạo hồ chung quanh, còn không có người nào, chỉ có một ít tuần thú người đang tuần tra. Diệp Thần ẩn náu tại bên cạnh hồ một bên trong rừng cây, ẩn nấp đi, cũng không có bại lộ. Hắn nhìn về phía cái kia thiên đạo hồ, chỉ thấy thiên đạo hồ nước hồ trong suốt, mát lạnh gió đập vào mặt, mang theo hương hoa cùng cỏ cây tươi mát khí tức. Một đóa đóa mây trắng sương mù, lượn lờ tại nước hồ vùng trời, tại ánh nắng chiếu rọi đến, lóng lánh như mộng ảo sáng bóng. Trên mặt hồ có chút linh điểu tại bay. Theo cảnh tượng trước mắt đến xem, thiên đạo hồ cho Diệp Thần cảm giác, liền là linh khí nồng nặc chút, cũng không có cái gì quá chỗ đặc biệt. À, mộ chủ, xem ra cái kia Ngư Triều Hy nói không sai, minh đạo cung lối vào, hoàn toàn chính xác ngay ở chỗ này, tại đáy hồ phía dưới. Lạc Phi Thiên khoảng cách gần thấy thiên đạo hồ, liền bắt được một tia dị dạng, cảm ứng được cửa vào chỗ. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động nhưng thấy ven hồ chung quanh, có từng cái tuần thú người đang đi tuần, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, nói tiền bối, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút tình huống lại nói. Coi như cửa vào ngay tại đáy hồ, Diệp Thần tổng cũng không thể như thế trắng trợn hiện thân, bằng không kinh động đến hắc ám tà điện cao tầng, sẽ dẫn tới vô số sử thần tộc cường giả buông xuống, vậy liền không dễ làm. Diệp Thần tĩnh tĩnh ẩn nấp tại trong rừng cây. Chờ đợi cơ hội. Không cần lâu nay, Diệp Thần lại cảm thấy có một hồi tiếng bước chân, theo sau lưng truyền đến, hắn vô ý thức trốn ở một cây đại thụ về sau, chỉ thấy một cái vóc người nhỏ nhắn mềm mại, da trắng đôi mắt sáng nữ tử áo xanh, mang theo hai cái tùy tùng, tới vào trong rừng cây, nghi hoặc đánh giá bốn phía, nói. Luân hồi chi chủ, ngươi ở đâu? Ta là đạo thiên đế hậu nhân, thấy ngươi lưu lại ký hiệu, đặc biệt tới cùng ngươi hội hợp. Còn xin ngươi hiện thân gặp nhau. Nàng thanh âm không dám quá lớn, sợ bị bên ngoài tuần thú đám người nghe được. Diệp Thần nghe được về sau, trong lòng vui vẻ, âm thầm hướng Lạc Phi Thiên nói, tiền bối, người hậu nhân đến rồi. Lạc Phi Thiên nói, hoàn toàn chính xác là đệ tử của ta, nhưng trên người bọn họ, có vẻ giống như có một cỗ tà khí. Diệp Thần sững sờ, nói, tà khí, ta làm sao không thấy. Hắn thấy áo xanh nữ tử kia cùng nàng hai cái tùy tùng, đều là dung mạo ngay ngắn, hạo nhiên chính khí, cũng không có cái gì tà khí tồn tại. Tại vọng hồ đạo tràng bên trong, sử thần tộc cùng không phải sử thần tộc người, liếc mắt liền có thể nhìn ra, bởi vì sử thần tộc nhân, tướng mạo hoặc là xấu xí không thể tả, hoặc là dữ tợn tà ác. Diệp Thần trước mắt ba người này, lại không có cái gì tà ác xấu xí bộ dáng. Lạc Phi Thiên sắc mặt trầm xuống, nói, mộ chủ. Ngươi trước cùng bọn hắn cho thấy thân phận, nói ngươi là truyền nhân của ta, để bọn hắn dẫn ngươi đi minh đạo cung lại nói. Diệp Thần âm thầm gật đầu, minh đạo cung sau lưng, có đủ loại bí ẩn, mong muốn giải hoặc, chỉ có tiên tiến vào minh đạo cung, hắn liền từ đại thụ sau đi ra, nói ta tại đây bên trong. Áo xanh nữ tử kia nhìn thấy Diệp Thần hiện thân, lập tức kinh hỉ, vội vàng mang theo hai cái tùy tùng đi tới, ba người vô cùng tò mò đánh giá Diệp Thần, thấy thân hình hắn thẳng tắp. Tự có một cỗ trầm ổn khí thế, cả người lại giống như bảo bọc một tầng ánh sáng, biểu lộ ra ra 10 điểm chói mắt thiên tài hào quang. Trong lòng ba người âm thầm kinh đeo, áo xanh nữ tử kia nói, lâu nghe luân hồi chi chủ đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi. Ta gọi Khương Uyển Cầm, xin chỉ giáo nhiều hơn, lại thi lễ một cái. Diệp Thần gật đầu nói, Khương cô nương, ngươi tốt,
Các ngươi là Minh Đạo Cung người, Đạo Thiên Đế hậu nhân đệ tử. Khương Uyển Cầm nói, đúng vậy, Luân Hồi Chi Chủ, ta là thấy ngươi lưu lại ký hiệu, một đường cùng đi theo, ngươi. Làm sao ngươi biết loại kia ký hiệu? Diệp Thần lưu lại hình kiếm ký hiệu, là Đạo Thiên Đế năm đó đổ đằng, tượng trưng cho văn minh chi kiếm trật tự. Khương Uyển Cầm không nghĩ tới trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh Luân Hồi Chi Chủ, thế mà cũng biết bọn hắn phái này đồ đằng. Diệp Thần cười nói, ta xem như Đạo Thiên Đế truyền nhân. Nghe vậy, Khương Uyển Cầm lấy làm kinh hãi, 10 điểm chấn động kinh ngạc lui ra phía sau 2 bước, nói, ngươi. Ngươi đang nói đùa sao? Đạo Thiên Đế sư tổ sớm đã ngã xuống, ngoại trừ chúng ta Minh Đạo Cung người, hắn tại bên ngoài làm sao có thể còn có truyền nhân? Cho dù có cũng bị Sửu Thần tộc giết sạch. Diệp Thần cười nói, ngươi không tin ta. Khương Uyển Cầm lấy lại bình tĩnh, nàng tự nhiên biết, đại danh đỉnh đỉnh Luân Hồi Chi Chủ, sẽ không dễ dàng lừa nàng, nhưng nàng thực sự khó mà tin được, Diệp Thần thế mà lại là Đạo Thiên Đế truyền nhân, nàng trần chờ nói. Luân Hồi Chi Chủ, không phải ta không tin ngươi, chẳng qua là, Ngô, ta lại hỏi ngươi, văn minh áo nghĩa là cái gì? Diệp Thần nói, kinh thiên vĩ địa nói văn, chiếu đến bốn phương nói sáng, này 8 chữ, chính là văn minh chân lý. Đạo Thiên Đế thân phụ vũ trụ mệnh cách, năm đó thời đại viễn cổ, vũ trụ mệnh cách giác tỉnh giả, quả thực không ít, nhưng có thể trèo lên đỉnh thiên đế, thậm chí siêu việt thiên đế, sở đến không thể nói chi cảnh ngưỡng cửa người, cũng chỉ có hắn một cái. Đều bởi vì vũ trụ mệnh cách, đại biểu cho thời không đỉnh phong áo nghĩa, thời không xen lẫn rất dễ dàng dẫn phát hỗn loạn. Hết sức đa vũ trụ mệnh cách giác tỉnh giả, căn bản trưởng khống không được tự thân mệnh cách, mê thất tại hỗn loạn thời không bên trong. Chỉ có Đạo Thiên Đế, chế tạo ra văn minh chi kiếm, dùng văn minh chi chân lý, kinh thiên vĩ địa, chiếu đến bốn phương, lập xuống đại trật tự, kiến tạo hải đăng, vững chắc đạo tâm, bảo đảm tự thân không mê thất, mới cuối cùng trưởng khống vũ trụ mệnh cách, sờ đến không thể nói chi cảnh cánh cửa. Khương Uyển Cầm nghe Diệp Thần nói ra văn minh chân lý, lập tức kinh ngạc. Nói kinh thiên vĩ địa, chiếu đến bốn phương, ngươi. Ngươi thế mà biết này 8 chữ, chẳng lẽ ngươi thực sự là. Diệp Thần cười cười, móc ra tiểu đạo thiên kiếm, nói, ngươi xem một chút thanh kiếm này, ta sẽ còn gạt ngươi sao. Khương Uyển Cầm nhìn xem Diệp Thần kiếm, đầu lập tức ầm ầm kịch chấn, đầu óc trống rỗng, ngốc ngốc nói, đây là. Văn minh chi kiếm, Đạo Thiên Đế sư tổ văn minh chi kiếm, thế mà trong tay ngươi. Ngươi thật sự là sư tổ truyền nhân. Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm, dung hợp Đạo Thiên Đế văn minh chi kiếm, có kinh thiên vĩ địa, chiếu đến bốn phương kiếm ý hào quang, Khương Uyển Cầm chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra. Văn minh chi kiếm, chính là Đạo Thiên Đế hải đăng chỗ, trừ hắn ra, không ai có thể trưởng khống. Diệp Thần có thể chấp trưởng, chứng minh hắn đã được đến Đạo Thiên Đế tán thành, trở thành văn minh chi kiếm mới truyền nhân, là Đạo Thiên Đế chân truyền đệ tử. Khương Uyển Cầm này chút phổ thông đệ tử, tuyệt đối không thể cùng Diệp Thần so sánh. Diệp Thần cười nói, đúng vậy, ta đã được đến Đạo Thiên Đế chân truyền, luận bối phận, các ngươi còn muốn gọi ta một tiếng sư huynh. Khương Uyển Cầm cuống quýt đổi lời nói, kêu lên, đúng, Diệp sư huynh, Uyển Cầm hữu lễ. Nàng rất cung kính cho Diệp Thần bái, sau lưng hai cái tùy tùng, càng là trực tiếp quỳ mọp xuống đất, miệng nói đại sư huynh, thái độ khiêm tốn cực điểm. Diệp Thần cười nói, ta muốn đi Minh Đạo Cung, các ngươi mang ta xuống. Khương Uyển Cầm nói, sư huynh muốn đi Minh Đạo Cung sao? À, vậy cũng tốt cực kỳ, ta Minh Đạo Cung một mực bị Hắc Ám Tà Điện áp chế, nếu là có sư huynh tỏa chấn, tất có thể thay đổi càn khôn, giết ngược lại Hắc Ám Ma Quân, nói không chừng tương lai còn có thể giết chết Tiêu Dao Đại Đế, thế sư tổ báo thù rửa hận. Đang nói đến Tiêu Dao Đại Đế thời điểm, Khương Uyển Cầm trong mắt liền toát ra một vệt thật sâu cừu hận, cỗ này cừu hận ánh mắt, là xâm nghiêm như thế đáng sợ, xuất hiện tại nàng cái kia tờ trắng nõn thanh tú gương mặt bên trên, lộ ra phá lệ quỷ dị âm u. Khương Uyển Cầm sau lưng hai cái tùy tùng, cũng là biểu lộ ra cực kỳ cừu hận mãnh liệt cảm xúc, nói. Đúng vậy, Tiêu Dao Đại Đế hèn hạ vô sỉ, dùng đệ thí huynh, tội ác tày trời, chúng ta nhất định phải báo thù. Có Luân Hồi Chi Chủ, không? Có Diệp sư huynh chủ trì toàn cục, chúng ta báo thù có hy vọng rồi. Khương Uyển Cầm nói, đúng là như thế, sư huynh có thể là Luân Hồi trận doanh chúa tể A, hắn ra lệnh một tiếng, Nhậm Pháp Vương cùng Thích Già Phật Tổ ra tay, dự đoán cái kia Tiêu Dao Đại Đế cũng ngăn cản không nổi, chỉ có hóa thành kiếp cho xuống tràng.
ha 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 ha. Cái kia hai cái tùy tùng, cũng là ha 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 cười ha hả, tiếng cười tràn đầy không nói ra được cổ mùi lạ. Diệp Thần nghe được, chỉ cảm thấy một hồi rùng mình, sinh ra đủ loại không thể diễn tả khủng bố cảm giác. Khương Uyển Cầm ba người cừu hận, thoạt nhìn cũng không phải là tự nhiên mà thành, giống như là có cái gì lực lượng quỷ dị, áp đặt trên người bọn hắn, để bọn hắn đạo tâm vặn vẹo, đối Thiêu Dao Đại Đế cừu hận, liền không cách nào lại hóa giải. Diệp Thần rốt cuộc biết, vì cái gì Lạc Phi Thiên nói, Khương Uyển Cầm ba người trên người có tà khí, hiện tại hắn cũng bắt được không được bình thường. Diệp Thần nói, các ngươi rất thống hận Tiêu Dao Đại Đế sao? Khương Uyển Cầm nói, dĩ nhiên, cái kia Tiêu Dao Đại Đế, có thể là hại chết sư tổ gia thủ phạm A. Hắn giết chết sư tổ gia, cướp đi sư tổ gia vũ trụ mệnh cách, bây giờ còn muốn cùng Hắc Ám Tà Điện hợp lại, công diệt Ta Minh Đạo Cung. Ta Minh Đạo Cung nguy cơ sớm tối, may mắn trời có mắt rồi, sư huynh pháp giá đích thân tới, cái kia Tiêu Dao Đại Đế cùng cái gì Hắc Ám Ma Quân, một đám tôm tép nhãi nhép. Sư huynh trong nháy mắt có thể diệt. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta không cha có lợi hại như vậy, các ngươi hiểu lầm Tiêu Dao Đại Đế, Đạo Thiên Đế không chính là hắn giết. Khương Uyển Cầm nói, không chính là hắn giết, còn có thể là ai? Diệp Thần nói, Đạo Thiên Đế năm đó cùng đấu chiến thần, đạp thiên lăng tiêu, song song ngã xuống, còn có Tiêu Dao Đại Đế, trọng thương phần tịch Linh Sơn Thiên Tự Hào sát thủ, cướp được vũ trụ mệnh cách, đủ loại này việc lớn. Thiên cơ dấu vết cực sâu, các ngươi không có lý do không cảm thấy được, vì sao còn muốn oan uổng Tiêu Dao Đại Đế. Nếu như nói người bình thường, không nhìn thấy mấy ngày này cơ, vậy cũng không có gì, nhưng Khương Uyển Cầm đám người, có thể là cùng Đạo Thiên Đế có mật thiết liên hệ, bọn hắn không có lý do một điểm thiên cơ chân tướng đều nhìn trộm không đến. Khương Uyển Cầm cười lạnh, nói thiên cơ là vặn vẹo, Tiêu Dao Đại Đế làm ra thủ đoạn, chẳng qua là vì che giấu chính mình sát huynh chân tướng. Sư huynh, ngươi chớ để cho hắn lừa bịp a. Diệp Thần trầm giọng nói, ta xem vặn vẹo không phải thiên cơ, mà là đạo tâm của các ngươi. Các ngươi trên người có tà khí, nhất định là Hắc Ám Ma Quân đang dở trò. Ta liền thay các ngươi tịnh hóa tà túy, luân hồi Phật, mở. Diệp Thần chỉ muốn tịnh hóa đi Khương Uyển Cầm ba người trên người tà khí, để bọn hắn khôi phục tỉnh táo, bằng không mà nói, bọn họ cùng Tiêu Dao Đại Đế hiểu lầm thù hận như thế sâu. Đến lúc đó tự giết lẫn nhau, sẽ chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Ngay sau đó, Diệp Thần cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp mở ra Phật Tổ Pháp Tướng. Không không lúc nào không, thành Phật người chỉ có hai người, ngoại trừ Thích Già Phật Tổ bên ngoài, liền là Diệp Thần cái này luân hồi Phật. Giờ khắc này, Diệp Thần cũng mặc kệ cái gì bại lộ, trực tiếp bộc phát ra luân hồi Phật khí tượng, một tôn nguy nga to lớn màu vàng kim Phật tướng. Từ từ theo Diệp Thần sau lưng nổi lên, đỉnh thiên lập địa, không biết có nhiều ít vạn trượng cao, toát ra to lớn sáng chói cuồn cuộn Phật quang, chiếu rọi toàn bộ vọng hồ đạo tràng. A a a. Rừng cây bên ngoài, thiên đạo hồ cảnh rất nhiều tuần thú người, tiếp xúc Diệp Thần Phật quang, lập tức phát ra sắc nhọn nhất, nhất tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể ra thịt trực tiếp sôi trào lên, sau đó tại Phật quang chiếu rọi đến, hóa thành bột mịn. Diệp Thần luân hồi Phật pháp tướng, quá kinh khủng. Phật quang hạo đáng, lại mang theo luân hồi lực lượng, tích dịch vạn ma, cột rửa yêu tà, bình thường sử thần tộc người, căn bản là không có cách chống lại này loại Phật quang, bị chiếu một thoáng liền là chết, chỉ có biến thành bột mịn kiếp cho xuống tràng. Luân hồi chi chủ ở bên kia. Trời ạ, đây là hắn luân hồi Phật pháp tướng, làm sao hung mãnh như vậy? A a a, ta phải chết. Toàn bộ vọng hồ đạo tràng, hết thảy sử thần tộc người. Nhìn thấy Diệp Thần cái kia tôn đỉnh thiên lập địa luân hồi Phật pháp tướng, đều là kinh hãi đến tột đỉnh, Phật tướng trong phạm vi mấy trăm dặm, chỉ cần tu vi tại cửu đỉnh cảnh trở xuống sử thần tộc nhân, một thoáng liền bị Phật quang ép diệt thành cho tàn. Khương Uyển Cầm ba người ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần sau lưng bay lên Phật tướng, cũng là triệt để choáng váng. Chỉ thấy tại Phật quang chiếu rọi đến, bọn hắn ấn đường hiện ra một vệt hắc khí, đó chính là vặn vẹo bọn họ nói tâm tà túy. Tà túy phá diệt, đạo tâm tịnh hóa. Diệp Thần nhìn thấy tà túy xuất hiện, lập tức thôi động Phật pháp, phát ra kinh thiên tiếng ngâm sướng, từng đạo Phật quang hướng về Khương Uyển Cầm ba người trên thân đánh tới. Ngô! Khương Uyển Cầm thân thể bị Phật quang bao phủ, lập tức phát ra một hồi thống khổ tiếng rên rỉ, ngũ quan đều bắt đầu vặn vẹo, trên trán tà túy dần dần tán đi, nhưng nét mặt của nàng lại là thống khổ dị thường, giống như sinh mệnh đều muốn tước đoạt một dạng. Sư huynh,
ngươi, chấm, ngươi muốn giết ta. Khương Uyển Cầm ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, hai con ngươi không ngờ mang theo huyết lệ. Diệp Thần toàn thân Phật quang hạo đãng muôn vàn, từng đầu tóc cũng thành màu vàng kim, tại theo gió bay múa, nói, không, ta là muốn cứu ngươi, thay ngươi phá mất tà túy. Khương Uyển Cầm cắn răng nói, ta không có tà túy, sư huynh, ngươi vì Tiêu Dao đại đế, lại muốn giết chết chúng ta sao? Diệp Thần nói, ta không có muốn giết các ngươi nhanh khoanh chân ngồi xuống, trong quá trình điều chỉnh hơi thở, phối hợp ta cùng một chỗ tịnh hóa tà túy. Diệp Thần thấy Khương Uyển Cầm ba người trên trán tà túy khói đen, đã nồng đậm đến cùng bọn hắn máu thịt hòa làm một thể mức độ, liền thấy khó giải quyết. Hắn luân hồi Phật quang chiếu rọi phía dưới, lại cũng không cách nào trong nháy mắt đem những tà túy đó tịnh hóa đi, mà lại Khương Uyển Cầm ba người ý chí, cũng đang cực lực kháng cự tịnh hóa. Nghĩ thuận lợi tịnh hóa tà túy, Diệp Thần cần phối hợp của bọn hắn. Nhưng không ngờ, Khương Uyển Cầm lại không có chút nào phối hợp ý tứ. Cắn răng nói, sư huynh, ngươi lại là đứng tại Tiêu Dao đại đế bên này, ta nhìn lầm ngươi. Ngươi bây giờ muốn giết chúng ta, tiếp xuống liền là liên thủ với Tiêu Dao đại đế, tiêu diệt toàn bộ Minh Đạo Cung đúng hay không? Diệp Thần gặp nàng cố chấp như vậy, lại vu oan chính mình, lập tức khí nhét suy nghĩ trong lòng, cố nén lửa giận, nói ta không có muốn giết ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Khương Uyển Cầm cắn răng nói, ngươi muốn giết ta. Vậy chúng ta đồng quy vô tận đi. Dứt lời, Khương Uyển Cầm lại nhanh chân cuồng xông, cùng sau lưng nàng hai cái tùy tùng, hướng về Diệp Thần bạo xông tới, muốn tự bạo thân thể, mong muốn cùng Diệp Thần đồng quy vô tận. Diệp Thần thấy Khương Uyển Cầm ba người cuồng xông tư thái, liền tựa như dã thú, bày biện ra một cỗ vặn vẹo quỷ dị ý vị, không khỏi lưng phát lạnh, biết bọn hắn bị tà túy xâm lấn quá sâu, đã đánh mất lý trí. Thiên đế Kim Luân, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, tế ra Thiên Đế Kim Luân, tại Phật Pháp gia chỉ dưới, Thiên Đế Kim Luân nở rộ vô tận vầng sáng, thần quang thoáng qua, liền đem Khương Uyển Cầm ba người triệt để áp chế, ngăn chặn bọn hắn tự bạo. Ba người nhận Phật quang cùng Thiên Đế Kim Luân hào quang trấn áp, thổ huyết trọng thương ngã xuống đất, hôn mê đi. Diệp Thần thấy hôn mê ba người, trong lòng hết nên sức cảm giác khó chịu, đem bọn hắn trước thu vào luân hồi thiên quốc bên trong. Lại thu hồi luân hồi Phật Pháp tướng. Đầy trời Phật quang biến mất, bốn phương tám hướng có từng đạo lưu quang, soạt soạt bay vụt tới, chính là hắc ám tà điện cao tầng các cường giả, muốn tới bắt Diệp Thần. Diệp Thần thấy thế, liền ẩn nấp đứng dậy hình, giấu ở không gian nếp gấp bên trong, cảm thấy có chút bi thương. Vừa mới hắn tốt vừa nói lời, nhưng Khương Uyển Cầm đối với hắn lại hiểu lầm cực sâu, lại có chút không thể nói lý, giận đến Diệp Thần đều nhanh nổi khùng đi. Hắn đại khái là hiểu rõ Tiêu Dao đại đế tâm tình, vô luận chính mình giải thích như thế nào, đối phương chính là không tin, không tiếp thụ, liền là hiểu lầm cừu hận, cục diện như vậy, thật vô cùng để cho người ta phát điên, cũng khó trách Tiêu Dao đại đế sẽ triệt để mất đi kiên nhẫn, muốn liên thủ với Hắc Ám Ma Quân, đem Minh Đạo Cung người chém tận giết tuyệt. Bất quá tỉnh táo lại, Diệp Thần suy nghĩ kỹ một chút, Khương Uyển Cầm sẽ như này cố chấp, khẳng định không phải bản ý của nàng, mà là bị tà túy vặn vẹo. Này tà túy, khẳng định là Hắc Ám Ma Quân làm tay chân, không có khả năng có người khác. Chỉ có sự thần tộc, mới nắm giữ lấy này loại vặn vẹo người đạo tâm, rối loạn người tinh thần thủ đoạn. Là Hắc Ám Ma Quân tà túy thủ đoạn, cái kia tà túy đã cùng máu thịt của bọn họ, hòa làm một thể, mộ chủ, người dùng Phật Quang đi tịnh hóa bọn hắn, loại kia cùng là muốn đem bọn hắn triệt để gạt bỏ. Lạc Phi Thiên thanh âm, tại Diệp Thần tâm bên trong vang lên. Vừa mới Khương Uyển Cầm bộ dáng, Lạc Phi Thiên cũng nhìn thấy, tà túy chi sâu, đã cùng hắn máu thịt hỗn hợp, vô pháp tách rời. Cho nên, Diệp Thần đi tịnh hóa Khương Uyển Cầm tà túy, sẽ cùng là ma diệt huyết nhục của nàng, nàng tự nhiên là thống khổ vạn phần. Diệp Thần nói, tiền bối, cái kia tịnh hóa không được, còn có biện pháp nào giải quyết? Lạc Phi Thiên trầm ngâm nói, trước hết tìm tới tà túy đầu nguồn, ta đoán chừng ngay tại Minh Đạo Cung. Diệp Thần nói, Minh Đạo Cung, Minh Đạo Cung, xem ra chúng ta không đi Minh Đạo Cung, thật cái gì đều không giải quyết được. Nhìn chung quanh, Hắc Ám Tà Điện vô số cường giả, tất cả trưởng lão, đã hàng lâm xuống, đang ở bốn phía tìm kiếm lấy Diệp Thần tung tích. Diệp Thần ẩn nấp tại không gian nếp gấp bên trong, hắn đối không gian pháp tác lực khống chế cực cao, chỉ cần không chủ động bại lộ, những người kia cũng không phát hiện được hắn.
chỉ có thể chờ đợi Hắc Ám Tà Điện người, mở ra Minh Đạo Cung cửa vào, chúng ta lại trà trộn vào đi. Diệp Thần trầm ngâm nói, hắn vốn còn muốn nhường Khương Uyển Cầm dẫn hắn xuống, nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Thời gian từ từ trôi qua, Hắc Ám Tà Điện xuất động cơ hồ tất cả cao thủ, bốn phía tìm kiếm bắt giết Diệp Thần, nhưng Diệp Thần không chủ động bại lộ, liền giấu ở không gian nếp gấp bên trong, bọn hắn coi như theo Diệp Thần bên người đi ngang qua, cũng không có phát hiện Diệp Thần chỗ. Bọn hắn không nhìn thấy Diệp Thần ẩn thân ở không gian nếp gấp bên trong, đối tình huống ngoại giới, lại là thấy rất rõ ràng. Hắc Ám Tà Điện vì lùng bắt hắn, đem chọn cái thiên đạo hồ đều phong tỏa, nghiêm cấm người bình thường tiến vào. Tới màn đêm buông xuống, lại có mấy trăm người đi vào thiên đạo hồ bên trong, một người cầm đầu, chính là Tiêu Diêu đạo tràng thánh nữ, Ngư Triều Hy. Cái kia phai màu người thất vô hòa thượng, chính cùng sau lưng Ngư Triều Hy, hai người đằng sau là 7-12 cái trận pháp sư cùng hơn 200 hộ vệ, đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Ngư tiểu thư, thất vô đại sư, các ngươi đã tới. Thiên đạo hồ bên này, một cái Hắc Ám Tà Điện trưởng lão, hướng hai người vấn an. Ngư Triều Hy gật gật đầu, nói, Tô trưởng lão, luân hồi chi chủ bắt được sao? Tô trưởng lão thở dài, không có, tiểu tử kia ẩn nấp cực sâu, ta suy tính thiên cơ, đại khái bắt được thân hình của hắn, liền giấu ở thiên đạo hồ phụ cận, nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác tìm không ra hắn, thật sự là gặp quỷ. Ngư Triều Hy biết Diệp Thần là giấu ở không gian nếp gấp bên trong, nếu như không chủ động bại lộ, thiên đế cũng không tìm tới hắn, trong nội tâm nàng đối Diệp Thần tràn ngập e ngại, lại có một tia cảm kích, đương nhiên sẽ không bại lộ chân tướng, thản nhiên nói. Tô trưởng lão, vậy các ngươi tiếp tục lùng bắt luân hồi chi chủ, ta cần phải bắt đầu phá trận, Minh Đạo Cung cửa vào ngay ở chỗ này, nhưng có đại trận thủ hộ, cái kia thủ hộ đại trận cực kỳ kiên cố, muốn phá vỡ, đoán chừng phải 1-2 tháng, gian khó cực kỳ. Tô trưởng lão cả kinh nói, lại muốn 1-2 tháng lâu như vậy sao? Ngư Triều Hy nói, đúng vậy a, hơn nữa còn không có thể bảo chứng nhất định thành công, ta Tiêu Diêu đạo tràng, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Đây là Hắc Ám Ma Quân tiền bối thủ lệnh, ta phá trận trong lúc đó, các ngươi có thể được phối hợp ta. Móc ra một phần thủ dụ, đưa cho Tô trưởng lão. Tô trưởng lão tiếp nhận xem, gật đầu nói, Ngư tiểu thư xin yên tâm, lão phu sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, phá trận cần gì tài nguyên, lão phu cũng sẽ tận lực cung cấp. Hắn phất phất tay, Hắc Ám Tà Điện các đệ tử, lập tức ngay tại Thiên Đạo Hồ bốn phía phân tán đề phòng, chủ yếu là đề phòng Diệp Thần ra trận quấy rối. Diệp Thần âm thầm buồn cười, hắn dĩ nhiên sẽ không như thế ngốc trực tiếp bại lộ, dù sao hắn chỉ có lẻ loi một mình, nếu như bại lộ, Hắc Ám Tà Điện ngàn ngàn vạn vạn sử thần tộc nhân, đủ để đưa hắn bao phủ. Hiện tại Diệp Thần muốn đi Minh Đạo Cung, chỉ có thể chờ đợi Ngư Triều Hy phá trận. Ngư Triều Hy tầm mắt nhìn về phía Thiên Đạo Hồ, Diệp Thần tầm mắt cũng nhìn tới. Trong màn đêm thiên gia đạo hồ, 10 điểm mộng ảo, trên mặt hồ sương mù đã tán đi. Toàn bộ thiên đạo hồ như chiếc gương trong vắt, phản chiếu lấy bên hồ cây cối cùng bóng người, còn có trên trời ngôi sao mặt trăng. Tại giữa hồ bên trong, lại có một màn mỹ lệ cảnh tượng, ngoại trừ bình thường hình chiếu bên ngoài, giữa hồ bên trong thế mà còn có thiên đạo khối Rubik hình chiếu. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy tinh nguyệt, căn bản không nhìn thấy thiên đạo khối Rubik bộ dáng, nhưng ở thiên đạo hồ bên trong, hết lần này tới lần khác liền có thiên đạo khối Rubik hình chiếu. Thoạt nhìn 10 điểm mộng ảo. Phác phác thảo thảo thiên đạo khối Rubik, chậm rãi chuyển động, mang theo một cỗ mỹ diệu trật tự, hoàn mỹ nhịp điệu tiết tấu. Diệp Thần thấy thiên đạo khối Rubik, nội tâm cũng là một hồi giật mình, nghĩ thầm, này thiên đạo hồ quả nhiên thần kỳ, thế mà có thể thấy thiên đạo khối Rubik hình chiếu, thậm chí so ta trước kia thấy, đều muốn rõ ràng rất nhiều. Diệp Thần trước kia cũng thấy qua không ít lần thiên đạo khối Rubik cái bóng, nhưng chưa từng có bây giờ như vậy rõ ràng. Trong hồ nước thiên đạo khối Rubik, mỗi một mặt đều mang theo phù điêu phù văn, nhìn kỹ lại, những phù văn đó bày biện ra trí cao pháp tắc ảo diệu, xây dựng thành đủ loại thần bí đại đạo đồ đằng. Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới, liền thấy những đại đạo đồ đó đằng, bày biện ra sinh mệnh, tử vong, bầu trời, sát lục các loại khí tức. Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền đã nhìn ra, thiên đạo khối Rubik 6 mặt, đều có một đạo đại đạo đồ đằng, đang đại biểu cho sinh sinh nói, tử hồn nói, sát lục đạo, bầu trời nói, vũ trụ nói, vận mệnh đạo 6 loại trí cao pháp tắc. Quan sát này chút đại đạo đồ đằng, có cơ hội ngộ đạo, ta
tăng tiến tu vi, thối luyện đạo tâm. Đương nhiên, nghĩ chân chính ngộ đạo, cần thời gian dài rằng giặc đi quan sát, lĩnh ngộ, nhấm nuốt, tiêu hóa, không phải một ngày chi công. Diệp Thần còn không có quan sát bao lâu, Ngư Triều Hy đã ném ra một thanh ngọc chế tiểu đao, tựa hồ là pháp bảo nào đó, ngọc chế tiểu đao rơi vào thiên đạo hồ về sau, toàn bộ thiên đạo hồ rung động ầm ầm, từ giữa đó tách ra, lộ ra dưới hồ cảnh tượng. Đáy hồ phủ lên một tầng thật dày nước bùn, Ngư Triều Hy hướng Thất Vô Hòa Thượng nói, Thất Vô Đại Sư, đến lượt ngươi ra tay rồi. Thất Vô gật gật đầu, thôi động sau đầu cứu rỗi pháp phòng, một luồng kim quang bắn ra, đem dưới hồ nước bùn đều thanh lý mất, đã thấy một cái phức tạp tinh thần trận pháp, theo nước bùn hạ hiện ra. Cái kia tinh thần trận pháp, khắc họa lấy 16 cánh tinh trận văn, màu u lam tinh quang hơi hơi lưu chuyển, tình cảnh 10 điểm mộng ảo, trung tâm trận pháp là một cái vòng xoáy. Cái kia trong nước xoáy, lại có thiên đạo khối Rubik cái bóng. Thiên đạo khối Rubik tại vòng xoáy bên trong, không ngừng chìm nổi, lại không cách nào thoát khỏi, giống như bị vòng xoáy hút vào. Ở đây hắc ám tà điện đám người, nhìn thấy dưới hồ có động thiên khác, lại có một ngôi sao trận pháp, không khỏi giật nảy cả mình. Tô trưởng lão nói, này Minh đạo cung thật sự là to gan lớn mật a. Thế mà đem cửa vào bố trí tại đây bên trong. Ngư Triều Hy thanh âm thanh lãnh, chém đinh chặt sắt, nói cửa vào này là cái tinh thiên sơn sông trận, dùng đạo thiên sơn hà lô vì dựa vào chế tạo, có dung luyện vạn vật uy năng, ai dám tới gần, người nào liền sẽ bị trận pháp thôn phệ, cuối cùng bị đạo thiên sơn hà lô luyện hóa thành cho tàn, vô cùng nguy hiểm. Các ngươi xem trung tâm trận pháp vòng xoáy, đó là trận nhãn. Liền ẩn chứa đạo thiên sơn hà lô năng lượng, hơn nữa còn ẩn chứa lấy năm đó đạo thiên đế dã tâm. Mong muốn dung luyện thiên đạo, thật sự là si tâm vọng tưởng. Như mộng ảo mỹ lệ tinh thiên sơn sông trận, trận nhãn chỗ vòng xoáy, có thiên đạo khối Rubik cái bóng tại chìm nổi dẫy giụa, vậy dĩ nhiên không phải chân thực tình cảnh, mà là trận pháp ẩn chứa kỳ quan tư tưởng, nguồn gốc từ đạo thiên sơn hà lô. Năm đó đạo thiên đế, chế tạo đạo thiên sơn hà lô, chính là vì đúc nóng thiên đạo, hào hùng trùng thiên, này nguyện vọng dĩ nhiên là không thể nào thực hiện. Nhưng cũng dùng hiển hóa ra huyễn tưởng hình ảnh ra tới. Tinh thiên sơn sông trận bên trong, liền có dung luyện thiên đạo mộng ảo hình ảnh. Ngư Triều Hy sau lưng rất nhiều trận pháp sư, lập tức lộ ra kinh dị biểu lộ. Này tinh thiên sơn sông trận, dung luyện thiên đạo dĩ nhiên là không thể nào, nhưng muốn đem bọn hắn luyện hóa thành cho tàn, nhưng cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Trận pháp toàn thể tản ra khí tức, mộng ảo bên trong mang theo khủng bố. Muốn dung luyện hết thảy, ép diệt hết thảy. Cùng hắn nói là trận pháp, chẳng thà giống như là một cái lớn hỏa lò. Liền là trong truyền thuyết đạo thiên sơn hà lô. Tô trưởng lão nói, Ngư tiểu thư, người có lòng tin phá trận. Ngư Triều Hy gật đầu nói, chỉ cần cho ta đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, phá trận không là vấn đề. Thất Vô Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói, Đại Thiên Tôn ở trên, cái kia tiểu tăng liền chờ Ngư tiểu thư phá trận. Tiểu tăng chỉ biết giết người, sẽ không phá trận, chờ người phá trận về sau, ta có khả năng giết chết dưới mặt đất Minh đạo cung tất cả mọi người. Tô trưởng lão nghe nói như thế, hừ một tiếng, nói Thất Vô đại sư tự tin như vậy sao? Không cần ta hắc ám tà điện trợ lực. Thất Vô Hòa Thượng nói, không cần, thiên đế trở xuống, tiểu tăng vô địch. Tô trưởng lão cười ha ha, nói ta đây liền rửa mắt mà đợi. Minh đạo cung bên trong. Đã từng là có thiên đế tồn tại, nhưng đã sớm bị hắc ám ma quân giết chết, người sống sót bên trong, thực lực mạnh nhất chẳng qua là thông thiên cảnh thần vương, nếu như không phải có đạo thiên sơn hà lô bảo hộ, Minh đạo cung đã sớm hủy diệt. Ngư Triều Hy biểu lộ nghiêm nghị, rõ ràng đối với nàng mà nói, muốn phá giải tinh thiên sơn sông trận, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hết thảy trận pháp sư nghe lệnh, cùng một chỗ buông xuống, tất cả mọi người khí thế nối liền thành một thể. Không cho phép phân tán lạc đàn, càng không cho phép phân tâm, bằng không chỉ có một con đường chết. Ngư Triều Hy mệnh lệnh hạ xuống, ở đây 712 cái trận pháp sư, biểu lộ liền trở nên ngưng trọng xuống tới, cùng kêu lên đáp. Đúng, Thánh Nữ Đại Nhân. Ngay sau đó, hết thảy trận pháp sư, khí thế hợp thành nhất tuyến, như chỉnh hợp thành một cái chỉnh thể, chậm rãi hướng về tinh thiên sơn sông trận hạ xuống đi. Oanh long long. Theo mọi người chậm rãi hạ xuống, tinh thiên sơn sông trận bộc phát ra một cỗ cường đại khí lưu, kình phong cuồn cuộn, phảng phất muốn đem người xé rách. Hết thảy trận pháp sư khẩn trương đề phòng, ai cũng không dám phân tâm,
cuối cùng 72 người toàn bộ rơi xuống Tinh Thiên Sơn sông trận phía trên, đều là khoanh chân ngồi xuống, vừa vặn ngồi tại trận pháp từng cái khí lưu tiết điểm lên. Những trận pháp này sư, đều là Tiêu Diêu đạo tràng bồi dưỡng, trận pháp tạo nghệ cực cao, tự nhiên có thể điểm phân biệt rõ ràng đủ loại trận văn then chốt tiết điểm chỗ, cái gọi là phá trận, chỉ cần đem trong trận pháp tiết điểm, một phá hư là được. Tinh Thiên Sơn sông trận diện tích to lớn, phảng phất một cái tinh môn lạc ấn tại đáy hồ, 72 cái trận pháp sư hạ xuống về phía sau, trận pháp này thoạt nhìn, còn 10 điểm trống trải. Trung tâm trận pháp vòng xoáy, lại không người dám ngồi lên, đó là mấu chốt nhất tiết điểm, cũng là trận nhãn, rất khó phá hư. Ngư Triều Hy khuôn mặt mang theo một vệt vẻ mặt ngưng trọng, chính mình cũng chậm rãi hạ xuống đi, liền xếp bằng ở trận trên mắt, khí tức cùng chung quanh trận pháp sư, nối liền thành một thể. Nàng vừa ngồi lên trận nhãn, liền cảm thấy mình giống như ngồi tại một tòa phun trào trên núi lửa, đủ loại nổ tung năng lượng, cơ hồ muốn đem nàng nghiền nát, may mắn khí tức của nàng, cùng chung quanh trận pháp sư hoàn toàn dung hợp, tập hợp chúng nhân chi lực, nàng miễn cưỡng cũng có thể tại trận nhãn chỗ ngồi vững vàng. Ngư tiểu thư, tình huống như thế nào? Tô trưởng lão đứng ở phía trên, thăm dò hỏi. Ngư Triều Hy hai tay bão nguyên kết ấn, nói còn có khả năng, Tô trưởng lão, ấn kế hoạch làm việc, dự tính trong vòng một tháng, có thể phá trận, chỉ cần ngươi mỗi ngày cho chúng ta cung cấp túc lượng thiên tâm bổ huyết đan, tráng cơ hồi khí viên là được. Trước mắt, Ngư Triều Hy cùng một đám trận pháp sư, cũng không có lập tức bắt đầu phá trận không có đơn giản như vậy. Bọn hắn cần trước quen thuộc trận pháp tiết điểm khí lưu vận chuyển, còn có đủ loại trận văn ở giữa lẫn nhau phản ứng, cái này cần tiêu hao rất lớn tinh lực, cho nên bọn hắn cần đầy đủ đan dược bổ sung linh khí. Tô trưởng lão nói, không có vấn đề, các ngươi cứ việc phá trận chính là, cần thiết tài nguyên cùng tiếp tế, ta Hắc Ám Tả Điện sẽ toàn bộ cung cấp. Ngư Triều Hy gật gật đầu, liền cùng trận pháp sư nhóm, yên lặng tìm hiểu trận pháp huyền bí. Diệp Thần thì ẩn nấp tại không gian nếp gấp bên trong, lưu ý quan sát lấy. Như thế trôi qua mấy ngày, Ngư Triều Hy cùng rất nhiều trận pháp sư nhóm, y nguyên không tiến triển chút nào, rõ ràng nghĩ phá vỡ cái này Tinh Thiên Sơn sông trận, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngư Triều Hy dự tính cần một tháng, vẫn là lạc quan đoán chừng. Trên bờ hồ, Tô trưởng lão lo lắng đi qua đi lại, mấy ngày nay thời gian, hắn để phòng xâm nghiêm, e sợ cho Diệp Thần hiện thân quấy rối. May mắn cũng không có ra loạn gì, nhưng hắn thấy phá trận tiến triển chậm rãi như vậy, cũng sợ cuối cùng sẽ phá trận thất bại. Thất Vô Hòa Thượng cũng là bình tĩnh, yên lặng tính tọa luyện công. Mộ chủ, bọn hắn để phòng xâm nghiêm như thế, coi như thật phá trận, người cũng vào không được a. Lạc Phi Thiên thanh âm, tại Diệp Thần tâm bên trong vang lên, hắn là nhìn thấy Tô trưởng lão để phòng nghiêm mật, thiên đạo hồ chung quanh lít nha lít nhít, tất cả đều là Hắc Ám Tà Điện cường giả. Còn có chút đại lực thần ma tồn tại. Nếu như Diệp Thần dám hiện thân, địch chúng cùng nhau tiến lên, Diệp Thần lại như thế nào ngăn cản? Chớ nói chi là tiến vào Minh Đạo Cung lòng đất. Tiền bối đừng vội, chờ bọn hắn phá trận, chúng ta luôn có biện pháp trà trộn vào đi. Diệp Thần thật không có quá lo lắng, chỉ chờ cửa vào phá vỡ, hắn rồi sẽ có biện pháp đi vào. Dùng mặt nạ pháp ngụy trang, chỉ cần tránh đi thất vô, không cùng hắn đối mặt. Dự đoán bình thường sử thần tộc nhân, cũng không cách nào nhìn thấu hắn ngụy trang. Mấy ngày nay thời gian, Diệp Thần lại cứu tỉnh Khương Uyển Cầm, cũng thay nàng chữa trị xong thương thế. Nhưng mà, khỏi bệnh sau Khương Uyển Cầm, vẫn là đối Diệp Thần có to lớn hiểu lầm, thậm chí cho là hắn là Tiêu Dao đại đế đồng lõa, đủ loại quá phận lời nói, giận đến Diệp Thần đều muốn giết chết nàng. Diệp Thần không phải dễ dàng như vậy bị kích thích người, nhưng Khương Uyển Cầm trong lời nói, phảng phất liền mang theo một loại nào đó lực lượng quỷ dị, khiến cho hắn nghe được về sau, liền thấy thần tâm sốt ruột, không cách nào yên tĩnh. Suy nghĩ cẩn thận, hẳn là trong cơ thể nàng tà túy, cũng có thể giữa bất chi bất giác ảnh hưởng Diệp Thần. Suy tính đến điểm này Diệp Thần, liền phóng bình tâm thái, duy trì bình tĩnh, một mực giữ vững đạo tâm trật tự. Mộ chủ, xem ra đệ tử của ta hậu nhân, bị tà túy ảnh hưởng quá sâu, khả năng chỉ có ta hiển linh mới có thể thức tỉnh bọn hắn. Lạc Phi Thiên nhìn thấy Khương Uyển Cầm tình huống, cũng là nhíu mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Tình huống như vậy, khả năng chỉ có hắn hiển linh, tự mình hiện thân, mới có thể để cho Khương Uyển Cầm tỉnh táo lại. Diệp Thần nói, tiền bối, người vừa liền hiển linh. Lạc Phi Thiên trầm ngâm nói, ta từng mạo phạm Thượng Thiên, là có tội người,
một khi hiện thân, rất có thể chiêu tới thiên kiếp lôi phạt, bất quá, nếu như có thể tìm tới đạo thiên Sơn Hà Lô, dựa vào Sơn Hà Lô tới hiển linh, đoán chừng là có thể tránh né thiên phạt. Diệp Thần nói, đó còn là muốn trước đi Minh Đạo Cung a. Lạc Phi Thiên nói, đúng là như thế, hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Diệp Thần gật gật đầu, hắn mặc dù cũng rất gấp đi Minh Đạo Cung, nhưng nhất định phải trước chờ Tinh Thiên Sơn sông trận phá vỡ, cửa vào mới có thể mở ra. Diệp Thần cùng Lạc Phi Thiên liền tiếp theo chờ đợi, lại qua vài ngày nữa, Ngư Triều Hy chờ một đám trận pháp sư, bắt đầu nếm thử phá trận, đem tự thân linh khí quán trú đến Tinh Thiên Sơn sông trận bên trong, lại để cho Tô trưởng lão lấy ra máu chó đen, nữ tử âm máu trợ ô uế tà vật, khuynh đảo tại trong trận pháp, cố gắng phá hư trận pháp trật tự kết cấu. Nhưng này Tinh Thiên Sơn sông trận, chính là dựa vào đạo Thiên Sơn Hà Lô chế tạo trận pháp, liền như là một cái lò nung lớn, bên ngoài phá hoại lực lượng, đủ loại ô uế tà vật, vừa tiến vào trong trận pháp, giống như bị lớn hỏa lò dung luyện, lập tức bốc hơi đến sạch sành xanh, căn bản là không có cách trùng kích trận pháp trật tự kết cấu. Ngược lại là có mấy cái trận pháp sư, bởi vì tiêu hao quá lớn, một cái sơ sẩy phân tâm, trực tiếp liền bị trong trận pháp nổ lên một vệt ánh lửa, đốt cháy thành bột mịn. Diệp Thần cùng Lạc Phi Thiên chỉ biết chờ đợi tháng ngày là khô khan, Diệp Thần liền hướng Lạc Phi Thiên dò hỏi. Tiền bối, người năm đó đều mò tới không thể nói chi cảnh cánh cửa, không biết có cái gì thần thông bí pháp có khả năng truyền thụ cho ta. Theo Lạc Phi Thiên trong tay, Diệp Thần lấy được một khỏa Phạm Thiên Mộng Thần Tinh, còn có một thanh Văn Minh Chi Kiếm, nhưng Lạc Phi Thiên thần thông bí pháp, hắn lại là một chút cũng không tiếp xúc qua. Lạc Phi Thiên nghe được Diệp Thần hỏi thăm, trần chờ một chút, nói, mộ chủ, ta thần thông, tương đối đặc biệt, khả năng không thích hợp ngươi. Diệp Thần kỳ nói, vì sao? Ngươi là vũ trụ mệnh cách, ta cũng có thái vũ huyết mạch cùng trụ quang huyết mạch, còn chấp trưởng lấy song xà tròm sao, đối thời gian cùng không gian lý giải, không kém ai. Lạc Phi Thiên thân có vũ trụ mệnh cách, Diệp Thần nhớ hắn thần thông công pháp, hơn phân nửa cũng cùng thời gian cùng không gian pháp tắc có quan hệ, đó chính là hắn cường hạng. Lạc Phi Thiên nói, ta thần thông nha, kỳ thật chỉ có một chiêu. Diệp Thần nói, một chiêu. Lạc Phi Thiên nói, đúng vậy, một chiêu này, ẩn chứa thời gian cùng không gian pháp tắc cực hạn, sát phạt sắc bén, lại vô cùng thuần túy. Học được ta một chiêu này về sau, liền không thể lại học công phu khác, mà lại nghĩ học tuyệt chiêu của ta, cần trước đem chính mình trước kia sở học đồ vật, toàn bộ bỏ đi đi, tan hết võ công, mới có thể bảo trì tuyệt đối thuần túy. Nếu như không đủ thuần túy lời, thế tất gặp thời không cắn trả, chỉ có một con đường chết. Mộ chủ, ta nghĩ, ngươi không có khả năng từ bỏ một thân sở học, càng không khả năng về sau cũng không học công phu khác. Diệp Thần rất đỗi chấn kinh, nói tiền bối, ngươi đây là cái gì tuyệt chiêu? Yêu cầu cư nhiên như thế khắc nghiệt. Lạc Phi Thiên nói, ngô, ta một chiêu này, gọi tinh bạo khí lưu trảm, có bạo tinh không, bạo thời không, bạo vĩ độ ba cái cảnh giới, chỉ có thuần túy nhất tâm, thuần túy nhất linh hồn, mới có thể tu luyện. Đây không phải ta một mình sáng tạo tuyệt chiêu, là ta hao tốn cái giá cực lớn, thỉnh đấu chiến thần cùng thiên đấu sát thần đồng loạt ra tay, cùng ta chung sang môn tuyệt kỹ này, chỉ bằng vào ta, là sáng tạo không ra mãnh liệt như vậy sát chiêu. Diệp Thần nói, cái gì, liền đấu chiến thần cùng thiên đấu sát thần, hai vị này thiên tài đều tham dự. Diệp Thần chỉ cảm thấy vô cùng chấn động, đấu chiến thần cùng thiên đấu sát thần, là viễn cổ song đấu, luận chiến đấu phong mang sát lục, bọn hắn thậm chí so nguyên thiên đế hỏa hồn thiên đế còn chói mắt hơn, chẳng qua là thủ đoạn thần thông không kịp thôi. Giống tam thập tam thiên thần thuật, bài danh thứ ba thiên đấu đại đồ kiếm, liền là thiên đấu sát thần sáng tạo. Lạc Phi Thiên nói tới tinh bạo khí lưu trảm, thiên đấu sát thần cũng tham dự sáng tạo, thậm chí còn có đấu chiến thần cũng tham dự, uy lực chỉ sợ là kinh thiên động địa. Này tinh bạo khí lưu trảm, sáng tạo ra tới về sau, thiên đấu sát thần cùng đấu chiến thần đều không có thể luyện thành, bởi vì bọn họ đạo tâm, linh hồn của bọn hắn, đều không đủ thuần túy. Ta là tự phế võ công, bỏ trước kia hết thảy tu luyện qua pháp môn, làm sạch thể xác tinh thần, mới rốt cục luyện thành tinh bạo khí lưu trảm. Ta cho ngươi diễn luyện một lần, ngươi kiếm cho ta. Diệp Thần, ừ, một tiếng, liền đem tiểu đạo thiên kiếm giao cho Lạc Phi Thiên. Luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên tay cầm lấy tiểu đạo thiên kiếm, cả người khí tức đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên vô cùng thuần túy, chỉ có phong mang, biểu lộ cũng trở nên vô cùng sắc bén,
thậm chí phảng phất so tiểu đạo thiên kiếm còn muốn sắc bén. Xoạt, Lạc Phi Thiên nhất kiếm chạm ra, trong chốc lát, kiếm mang như sao băng lấp lánh, hừng hực kiếm khí trên không trung ngưng tụ thành một đường to lớn gió lốc khí lưu, kiếm khí gào thét, mang theo hủy diệt lực lượng, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xông về phía trước. Luân hồi mộ địa không gian, lập tức gió nổi mây phun, chung quanh hư không cũng giống như cảm nhận được kiếm khí uy thế, bắt đầu lay động không thôi, tràn đầy vô biên sát khí khí tức tràn ngập ra, để cho người ta thấy sống lưng phát lạnh, trong lòng sinh ra một cỗ kính sợ. Diệp Thần mắt thấy một kiếm này, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, phảng phất thấy nóng rực kiếm quang, như một viên sao băng xuyên qua bầu trời đêm, xẹt qua toàn bộ chân trời. Trong thoáng chốc, lại tựa hồ thấy được quỹ tích của ngôi sao bị cỗ khí thế cường này chỗ che lấp. Giữa đất trời, hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất vạn vật đều bị này kiếm chỗ ngưng kết. Tinh bạo khí lưu chạm, cái này là tinh bạo khí lưu chạm. Diệp Thần đầu có chút mê muội, Lạc Phi Thiên một chiêu này tinh bạo khí lưu chạm, thật có bạo diệt tinh không uy năng, chỗ bộc phát ra uy thế, quả thực là ngạo thị thiên hạ, thiên địa phải vì thế mà đổ xuống, toàn bộ luân hồi mộ địa, phảng phất cũng dưới một kiếm này ảm đạm phai mờ. Thời gian cùng không gian pháp tắc đường cong, tại Diệp Thần trước mắt rối loạn xen lẫn, hắn hốt hoảng ở giữa, giống như quên chính mình người ở phương nào. Đây là tinh bạo khí lưu chạm chấn nhiếp, tinh bạo khí lưu chạm, ẩn chứa thời gian cùng không gian cực hạn uy năng, nhất kiếm ra, thời không bạo diệt, hung hãn dị thường. Mong muốn luyện thành một kiếm này, cần phải có vô cùng thâm hậu thời không pháp tắc nội tình, hơn nữa còn phải vô cùng thuần túy đạo tâm. Nếu như đạo tâm không đủ thuần túy, chính mình rất dễ dàng liền mê thất tại thời không loạn lưu bên trong, hoặc là gặp kiếm khí cắn trả. Lạc Phi Thiên nhẹ phun ra một ngụm khí, mỉm cười, thu hồi trường kiếm, đem kiếm giao trả lại cho Diệp Thần, nói, mộ chủ, ta một kiếm này, như thế nào? Diệp Thần rung động nói, thuần túy lăng lệ, sát phạt phong mang kinh thiên, tinh bạo khí lưu chạm, thật sự là muốn bạo diệt tinh không, nghiền nát hết thảy a. Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, vậy ngươi muốn học không? Nghĩ học, liền muốn tự phế võ công. Diệp Thần gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ta muốn học, nhưng ta sẽ không tự phế võ công, ta nghĩ, đạo tâm của ta hẳn là đầy đủ thuần túy, ta có khả năng học thành. Lạc Phi Thiên khẽ cau mày, nói, mộ chủ, không có dễ dàng như vậy, thiên đấu sát thần cùng đấu chiến thần đều học không được, nghĩ học thành môn này tinh bạo khí lưu chạm, cần tuyệt đối thuần túy đạo tâm, trước hết tự phế võ công, chém hết trên thân nhân quả, mới có thể đi đến tuyệt đối thuần túy cảnh giới. Muốn tu luyện tinh bạo khí lưu chạm, cần có được hùng hậu thời gian cùng không gian pháp tắc căn cơ, hai điểm này, Diệp Thần đã có được, nhưng đạo tâm của hắn, tại Lạc Phi Thiên trong mắt, còn chưa đủ thuần túy, nắm giữ võ đạo thần thông, quá mức phức tạp cuồn cuộn, không đủ để đi lĩnh ngộ tinh bạo khí lưu chạm diệu pháp. Diệp Thần nói, tiền bối, ta có khả năng, người đem tinh bạo khí lưu chạm pháp môn tu luyện, truyền thụ cho ta chính là. Lạc Phi Thiên trần chờ một chút, nói, mộ chủ, nếu như ngươi đạo tâm không đủ thuần túy, lại gượng ép tu luyện tinh bạo khí lưu chạm, chỉ sẽ phải gánh chịu cắn trả. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, sẽ không, tiền bối, ngươi trước truyền thụ cho ta lại nói, ta sẽ nắm giữ đúng mực, nếu như thực sự học không được, ta sẽ không cưỡng cầu. Lạc Phi Thiên lưỡng lự nghĩ đo một cái, cuối cùng vẫn không lay chuyển được Diệp Thần, nói, được a, mộ chủ, ta đây liền đem tinh bạo khí lưu chạm pháp môn tu luyện truyền thụ cho ngươi, ngươi phải tất yếu lượng sức mà đi. Nói xong ném ra một bộ quyển trục. Diệp Thần vui vẻ nói, đa tạ tiền bối. Hắn khoanh tay tiếp nhận quyển trục, đem mở ra. Quyển trục mở ra sau khi, ánh vào Diệp Thần trong mắt, liền là tinh bạo khí lưu chạm pháp môn tu luyện, vô cùng thuần túy, trên quyển trục không có bất kỳ cái gì chữ viết, chỉ khắc họa lấy từng thanh tiểu kiếm, này một ít kiếm răng khắp nơi, có ngàn ngàn vạn vạn nắm nhiều. Kiếm khí chỉ dẫn con đường, liền là cơ thể người linh khí vận chuyển con đường, kiếm khí đan xen địa phương, thì là thời gian cùng không gian pháp tắc giao hội chỗ ảo diệu. Nghĩ luyện thành tinh bạo khí lưu chạm, cần đem trên quyển trục mặt, ngàn ngàn vạn vạn thanh tiểu kiếm kiếm khí lưu động trình tự, thời không giao hội tiết điểm huyền bí, toàn bộ dung hội quán thông, lĩnh ngộ một thể, cuối cùng lại ngưng tụ thành thuần túy nhất kiếm. Này tinh bạo khí lưu chạm, cuối cùng chém giết ra tới, cũng chỉ có một chiêu, chỉ có nhất kiếm. Một kiếm ra, tinh không diệt, bạo sát hết thảy địch, không tiếp tục ra kiếm thứ hai khả năng. Tại thời điểm chiến đấu, thì kiếm giả hết thảy tinh thần, đấu trí, chiến ý,
linh khí, linh hồn, khí huyết, đều sẽ đúc nóng tại nhất kiếm bên trong, phải nhất kiếm bạo sát kẻ địch, nếu như nhất kiếm ra, kẻ địch bất tử, cái kia chết chính là mình. Diệp Thần âm thầm kinh hãi, này tinh bạo khí lưu trảm, đích thật là vô cùng thuần túy, vô cùng cực đoan kiếm chiêu, theo một chiêu này kiếm pháp bên trong, hắn phảng phất nhìn thấy đấu chiến thần cùng thiên đấu sát thần, hai vị này viễn cổ tiên hiền mãnh liệt đấu trí. Tinh bạo khí lưu trảm, cũng không phải là Lạc Phi Thiên một người sáng tạo, đấu chiến thần cùng thiên đấu sát thần đều tham dự sáng tạo, hai vị kia viễn cổ tiên hiền, bọn hắn vì chiến đấu sát lục mà sinh, lập nên kiếm chiêu, đương nhiên sẽ không có chút giữ lại địa phương, thuần túy sát lục nổ tung, bạo diệt tinh không vĩ độ, diệt sát hết thảy địch. Kẻ địch bất tử, cái kia chính là mình chết, không có con đường thứ ba có thể đi. Diệp Thần chấn định tâm thần, quan sát lấy quyển trục, cảm ngộ phía trên ngàn ngàn vạn vạn thanh tiểu kiếm khí lưu nhịp điệu, tìm hiểu tinh bạo khí lưu trảm huyền bí. Diệp Thần thiên phú kỳ cao, coi như là nhất lưu đỉnh tiêm thần thông công pháp, hắn cũng có thể liếc mắt lĩnh ngộ, nhưng môn này tinh bạo khí lưu trảm, đã không thể dùng cái gì nhất lưu đỉnh tiêm loại hình từ ngữ đi hình dung, là phi thường thuần túy cực đoan, lại vô cùng uyên thâm kiếm pháp, coi như là Diệp Thần, một dưới mắt, đều không thể lĩnh ngộ, vô pháp bắt được bất luận cái gì tinh túy. Tương phản, làm tinh thần của hắn, đắm chìm đến tinh bạo khí lưu trảm pháp môn tu luyện bên trong đi, hắn liền dần dần cảm nhận được một cỗ hỗn loạn cùng khó chịu. Trên quyển trục ngàn ngàn vạn vạn thanh tiểu kiếm, phảng phất toàn bộ sống lại, bay vọt lên, vù vù rung động, tại Diệp Thần trong đầu loạn vũ xuyên qua, một trận giết lung tung loạn chiến trảm, kịch liệt rào cắt. Ngô! Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đầu như tê liệt đau đớn, giữa ngực bụng khí huyết sôi trào, nhịn không được phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu. Này phun ra một ngụm máu, hắn liền cảm thấy toàn thân trống rỗng rét run, nhưng trong óc, cái kia ngàn vạn đạo kiếm khí loạn vũ sát phạt cảnh tượng, lại là mảy may cũng không dừng, khiến cho hắn thấy cực kỳ thống khổ. Mộ chủ, thế nào? Mau dừng lại! Lạc Phi Thiên thấy Diệp Thần bộ dáng như thế, lập tức giật nảy cả mình. Ta đều nói rồi, nếu như không trước tự phế võ công, người không có khả năng học được môn này kiếm pháp. Đạo tâm không thuần túy, cưỡng ép lĩnh hội, chỉ sẽ phải gánh chịu cắn trả. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, cũng là thấy tu luyện tinh bạo khí lưu trảm gian nan, nhưng hắn cũng không nhục chí, lau đi khóe miệng máu tươi, nói. Tiền bối, không có chuyện gì, ta có khả năng. Diệp Thần bình tĩnh lại tâm tình, khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, nhắm mắt lại, ở trong lòng quan tưởng luân hồi chi bàn, yên lặng thì thầm, luân hồi chi pháp, thủ hộ đạo tâm, tâm ta tinh khiết, không dính bụi trần. Răng rắc, oanh long long, to lớn luân hồi chi bàn, bắt đầu chậm rãi tại Diệp Thần tâm bên trong chuyển động. Diệp Thần tâm bên trong hết thảy tạp niệm, theo luân hồi chi bàn chuyển động, toàn bộ bị cắn nát. Đạo tâm của hắn rất nhanh liền trở nên vô cùng thuần túy, không còn có một điểm tạp niệm tồn tại, rất nhanh liền tiến vào trạng thái vong ngã. Cỗ này trạng thái vong ngã, làm cho Diệp Thần thể xác tinh thần trước nay chưa có không minh trong suốt, hắn lại đi cảm ngộ tinh bạo khí lưu trảm, cái kia từng đạo kiếm khí, liền theo luân hồi chi bàn chuyển động mà lưu chuyển, từng cái lạc ấn trong lòng hắn, không còn có bất luận cái gì hỗn loạn địa phương. Rất nhanh, Diệp Thần tâm thần liền triệt để yên cặp tĩnh lại, vững bước tìm hiểu tinh bạo khí lưu trảm, thân thể chung quanh tràn ngập ra từng sợi kiếm khí như ngân hà lưu chuyển, tuân theo lấy một cỗ mỹ diệu pháp tắc, chậm rãi quanh quẩn lấy hắn chuyển động. Lạc Phi Thiên nhìn xem một màn này, vô cùng kỳ lạ, nói a, mộ chủ, ngươi. Ngươi lại thật có thể lĩnh ngộ kiếm pháp của ta sao? Trạng thái vong ngã dưới Diệp Thần, cũng không có đáp lại Lạc Phi Thiên, cả người hắn tâm thần, đều đắm chìm trong tinh bạo khí lưu trảm lĩnh ngộ bên trong. Hoàn toàn chưa phát giác thời gian trôi qua. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, bên ngoài, Ngư Triều Hy cùng rất nhiều trận pháp sư, tại phá giải lấy Tinh Thiên Sơn sông trận, Diệp Thần thì tại vong ngã tu luyện. Như thế trọn vẹn qua nửa tháng, Diệp Thần sơ bộ lĩnh ngộ tinh bạo khí lưu trảm, hắn mở mắt, chậm rãi mong muốn thu liếm khí tức. Nhưng tiếp theo sát, Diệp Thần lại kinh ngạc phát hiện, trên người mình khí tức, căn bản là không có cách thu lại, lĩnh ngộ tinh bạo khí lưu trảm hắn. Trên thân có từng đạo kiếm khí gào thét lưu chuyển, lao nhanh không ngừng, như muốn xẻ thịt tinh hà, phong mang lăng lệ cực điểm. Oanh long long. Thậm chí, Diệp Thần thấy tu vi cảnh giới bình chướng, cũng là bị từng đạo kiếm khí xông phá. Tu vi của hắn, bắt đầu mãnh liệt tăng vọt,
thế mà lập tức theo thiên nguyên cảnh 3 tầng trời trung giai, tiêu thăng đến 4 tầng sơ giai mức độ. Trong đó 3 tầng trời cao giai cùng 3 tầng trời đỉnh phong, lại có thể là bị một thoáng đột phá. Lần này đột phá, bước vào thiên nguyên cảnh 4 tầng, nhưng Diệp Thần cũng là vô cùng giật mình. Này tinh bạo khí lưu trảm, cư nhiên như thế tuyệt diệu, để cho ta lập tức đã đột phá. Diệp Thần cũng không nghĩ tới, lĩnh ngộ tinh bạo khí lưu trảm về sau, tự thân đột phá cư nhiên như thế to lớn. Nói như vậy, hắn mong muốn đột phá, cần trồng chất đại lượng tài nguyên, mới có thể góp nhặt đủ linh khí, phá vỡ cảnh giới hạn chế. Nhưng bây giờ, lĩnh ngộ tinh bạo khí lưu trảm, hắn đều không cần góp nhặt tư nguyên, kiếm khí xông lên, cảnh giới liền bị đột phá, bước vào 4 tầng, nước chảy thành sông. Nguy rồi, mộ chủ, người bây giờ đột phá, khí tức ép không được. Lạc Phi Thiên nhìn thấy Diệp Thần đột phá, cũng không có cái gì mừng rỡ, ngược lại vô cùng lo lắng. Bởi vì, Diệp Thần một thoáng đột phá, lại thêm tinh bạo khí lưu trảm lĩnh ngộ, hiện ở trên người hắn khí tức, trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn trùng thiên, ép đều ép không được. Oanh! Một cỗ kinh thiên tinh bạo kiếm khí, hỗn hợp có Diệp Thần đặc hữu luân hồi kim quang, vọt thẳng phá hắn cất giấu thân không gian nếp gấp, sau đó một cỗ kiếm khí màu vàng óng cột sáng, liền xông phá vọng hồ đạo tràng bầu trời, trong vòm trời hắc động khí lưu dâng trào, lôi minh nổ vang. Diệp Thần thân hình, trực tiếp bạo lộ ra. Thiên đạo hồ bên trong, Tô trưởng lão đang mang theo rất nhiều hắc ám tà điện các đệ tử, để phòng thủ lấy, bảo hộ Ngư Triều Hy cùng trận pháp sư nhóm phá trận. Bỗng nhiên phóng lên tận trời kiếm khí cột sáng, làm cho Tô trưởng lão cùng rất nhiều hắc ám tà điện đệ tử, đều choáng váng. Ngư Triều Hy cùng rất nhiều trận pháp sư, cũng là một hồi kinh ngạc, chỉ cho là có cái gì cường địch buông xuống, có mấy cái trận pháp sư vô ý phân tâm, bị tinh thiên sơn xông trận nóng dực khí lưu dung luyện thành cho tẫn. Đang tính tọa ngồi xếp bằng thất vô hòa thượng, cũng là đột nhiên mở mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn cái kia phóng lên tận trời kiếm khí cột sáng, sau đó thấy cột sáng phía dưới, Diệp Thần cao ngất kia rực rỡ thân ảnh. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Thất vô hòa thượng rất đỗi chấn động, chỉ thấy Diệp Thần trên thân, lượn lờ lấy từng đầu kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều mang bạo diệt tinh không uy năng, quả thực khiến lòng run sợ. A, luân hồi chi chủ, tiểu tử ngươi, nguyên lai tại đây bên trong. Tô trưởng lão nhìn thấy Diệp Thần thân hình bại lộ, đồng tử kịch liệt co vào, hét lớn hạ lệnh. Động thủ, mau giết hắn. Hắc ám tà điện rất nhiều đệ tử, ban đầu ngay tại đề phòng, mắt thấy Diệp Thần bại lộ, tại Tô trưởng lão mệnh lệnh dưới, lập tức liền a quát lên, có chừng mấy trăm người, mang theo vô cùng hung hãn hắc ám khí thế, hướng về Diệp Thần cuồng xông mà đi. Diệp Thần nhìn xem cái kia mấy trăm người xung phong tới, vẻ mặt lập tức chìm xuống, cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, lập tức nhất kiếm vung trảm mà ra. Tinh bạo khí lưu trảm. Hắn đem vừa mới luyện thành tinh bạo khí lưu trảm, trực tiếp bộc phát ra đi, liền thấy trong cơ thể Thái Vũ huyết mạch, trụ quang huyết mạch điên cuồng bùng cháy, thời gian cùng không gian cực hạn pháp tắc năng lượng, toàn bộ hội tụ đến tiểu đạo thiên kiếm bên trong, một vệt như sóng lớn sáng chói kiếm khí, mang theo bạo diệt tinh không khủng bố uy năng, ngang tàng gào thét mà ra. Xoẹt! Tinh bạo kiếm khí gào thét, làm cho chung quanh thời không, cũng là xuất hiện rung động dữ dội, từng đầu thời không vết rách nương theo lấy gào thét kiếm khí xuất hiện, làm kiếm khí chém đến phía trước, một màn kinh người liền xuất hiện. Chỉ thấy cái kia mấy trăm cái hắc ám tà điện đệ tử, chạm đến tinh bạo khí lưu trảm kiếm khí, lập tức liền bị kiếm khí chém ngang lưng, máu tươi phun tung tóe, sau đó kiếm khí nổ tung, phốc phốc rung động, đem thân thể của bọn hắn toàn bộ cắn giết thành mảnh vỡ, lại ép diệt thành cho tàn, thậm chí hư vô. Cái gì? Tô trưởng lão cùng thất vô hòa thượng, nhìn thấy Diệp Thần kiếm khí hung mãnh như vậy uy thế, đều bị chấn động. Thất vô hòa thượng ban đầu muốn ra tay, nhưng chịu Diệp Thần kiếm khí uy nhiếp, lập tức cứng đờ tại chỗ, ngốc ngốc xuất thần. Tô trưởng lão cũng là một mặt kinh ngạc, nào nghĩ tới Diệp Thần kiếm chiêu khủng bố như vậy. Diệp Thần nhìn thấy tinh bạo khí lưu trảm hung mãnh như vậy uy lực, cũng là một hồi kinh hỉ, nói thầm, tiền bối, người chiêu kiếm pháp này, quả nhiên hung hãn vô địch a. Lạc Phi Thiên nói, người mới vừa rồi còn không dùng toàn lực, còn không có phát huy ra tinh bạo khí lưu trảm uy lực chân chính. Diệp Thần vừa mới chẳng qua là tiện tay nhất kiếm vung ra, cũng không có sử dụng chân lực, tại Lạc Phi Thiên trong mắt, một kiếm này còn chưa đủ thuần túy, phong mang còn chưa đủ lăng lệ, tuy nói Diệp Thần đem cái kia mấy trăm cái hắc ám tà điện chém hết,
nhưng thời gian của bọn hắn đường cũng không hề hoàn toàn đoạn diệt, còn có phục sinh khả năng. Nếu như là toàn lực bùng nổ, thì dùng tinh bạo khí lưu trảm cường hãn, không có khả năng cho kẻ địch phục sinh cơ hội. Tinh bạo khí lưu trảm là thuần túy cực hạn kiếm chiêu, một kiếm này chỉ có toàn lực hành động, là không thể lưu lực thật giống như kìm nén một hơi, sẽ làm bị thương tự thân. Bất quá, trong lúc trước mắt, Lạc Phi Thiên cũng không thể chỉ trích Diệp Thần quá nhiều, nói, mộ chủ, người đã bại lộ, nhanh lên, nhanh lên. Người đã luyện thành tinh bạo khí lưu trảm, người mong muốn đi, bọn hắn lưu không được ngươi. Diệp Thần nói, đi, đi nơi nào, cái kia đạo Thiên Sơn Hà Lô, chấm. Hắn nghĩ đến nếu là rời đi Vọng Hồ đạo tràng, cái kia đạo Thiên Sơn Hà Lô, khả năng liền rốt cuộc tranh không giành được. Còn có Bạch Hổ mảnh vỡ. Lạc Phi Thiên nói, đi trước Tiêu Diêu đạo tràng, cái kia là đệ đệ ta rơi Tiêu Giao địa bàn, người đi tìm hắn hỗ trợ. Hiện tại ngươi đã bại lộ, này Vọng Hồ đạo tràng là không thể lại chờ đợi, bằng không vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần tâm nghĩ cũng thế, vừa mới hắn nhất kiếm tinh bạo, chém giết mấy trăm người, mặc dù khí thế trùng thiên, nhưng dù sao không đáng kể. Hắc ám trong tà điện, cao thủ rất nhiều, mà lại chí cao chúa tể Hắc ám ma quân, còn không có lộ diện, nếu là Hắc ám ma quân tới, cái kia Diệp Thần liền nguy hiểm. Hắn tới Vọng Hồ đạo tràng, chỉ là vì tìm kiếm đạo Thiên Sơn Hà Lô cùng Bạch Hổ mảnh vỡ, vẫn chưa muốn cùng Hắc ám ma quân vạch mặt. Ngay sau đó, Diệp Thần thừa dịp Tô trưởng lão cùng Thất Vô Hòa thượng thất thần thời khắc, lập tức hướng không trung bay đi, phải thoát đi Vọng Hồ đạo tràng. Làm Diệp Thần phi đến tầng khí quyển vị trí về sau, hắn liền thấy một tầng tinh bích hệ, đem chọn cái Vọng Hồ đạo tràng bao phủ lại, triệt để phong tỏa. Đây là Hắc ám tà điện thủ đoạn, mục đích là ngăn cản hắn thoát đi Vọng Hồ đạo tràng. Bất quá tầng này tinh bích hệ, hoàn toàn ngăn không được Diệp Thần, lúc này Diệp Thần tu thành tinh bạo khí lưu trảm, toàn thân đều quanh quẩn lấy tinh bạo kiếm khí, này chút tinh bạo kiếm khí mang theo kinh khủng thời gian cùng không gian pháp tắc gợn sóng, đủ để ép diệt thời không. Xoẹt! Diệp Thần thân thể bay thẳng mà lên, giống xuyên phá một tầng giấy cửa sổ như thế, nhẹ nhàng, liền đem Vọng Hồ đạo tràng phong tỏa tinh bích phá hết. Tầng này tinh bích phong tỏa, hoàn toàn ngăn không được hắn tinh bạo kiếm khí phong mang. Tiền bối, người một chiêu này tinh bạo khí lưu trảm, thật sự là quá lợi hại. Diệp Thần càng tán thưởng, không hổ là Lạc Phi Thiên cùng đấu chiến thần, thiên đấu sát thần ba người hợp lại sáng tạo kiếm pháp, phong mang chi lăng lệ, quả thực là giết phá thiên, xỏ xuyên qua càn khôn, cực kỳ bá đạo. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần liền phá vỡ tinh bích phong tỏa, thành công thoát đi Vọng Hồ đạo tràng. Hắc ám tà điện đám người nhìn thấy hắn đi, đều là trợn mắt hốc mồm. Tô trưởng lão ra mặt run lên, nói tiểu tử này chạy cũng là rất nhanh. Thất Vô Hòa thượng trầm giọng nói, chỉ sợ hắn sẽ đi mà quay lại. Tô trưởng lão hừ một tiếng, nói, hắn còn dám tới, thật coi ta Hắc ám tà điện không người nào. Còn có ngươi hòa thượng này, không phải nói chính mình vô địch sao? Làm sao ép không được luân hồi chi chủ? Thất Vô Hòa thượng trệ hơi ngưng lại. Sau đó lắc lắc đầu nói, luân hồi chi chủ chạy quá nhanh, tiểu tăng còn có chút át chủ bài không có sử dụng, nếu là chính diện đối quyết, tiểu tăng vẫn có niềm tin chấn sát hắn. Thiên đế trở xuống, ta vô địch. Tô trưởng lão cười hắc hắc nói, ngươi có thể địch nổi hắn kiếm lại nói. Nhớ tới Diệp Thần vừa mới một chiêu kia tinh bạo khí lưu trảm khủng bố, Tô trưởng lão vẫn là lòng còn sợ hãi. Bị Diệp Thần như thế một phá rối, ngư triều hy bên kia, tình thế lại càng không tốt. Lại có mấy cái trận pháp sư ngã xuống. Ngư Triều Hy có chút chống đỡ không nổi, lớn tiếng kêu lên, Tô trưởng lão, tình huống không ổn, còn xin ngươi đi Tiêu Diêu đạo tràng một chuyến, gọi sư phụ ta phái thêm chút nhân thủ tới. Nàng chỉ cảm thấy phá trận không đáng kể, nhất định phải tìm kiếm tiếp viện. Tô trưởng lão trầm giọng đáp biết. Hắn mơ hồ thấy khó giải quyết, Tiêu Diêu đạo tràng am hiểu trận pháp chi đạo, lần này Ngư Triều Hy mang theo 7-12 cái trận pháp sư đến. Thế mà còn không thể phá vỡ cái kia tinh thiên sơn sông trận, còn cần thêm phái nhân thủ. Tuy nói có Diệp Thần phá rối nguyên nhân, nhưng này tinh thiên sơn sông trận, mong muốn phá giải, chỉ sợ cũng so hắn trong tưởng tượng, còn phải gian nan rất nhiều. Mà lúc này Diệp Thần, đã ra Vọng Hồ đạo tràng, lập tức có chút mờ mịt, hướng Lạc Phi Thiên dò hỏi. Tiền bối, chúng ta thật muốn đi Tiêu Diêu đạo tràng sao? Lạc Phi Thiên nói, đúng vậy. Ta cũng muốn đi gặp đệ đệ của ta, người đem người tiểu đạo thiên kiếm cho hắn nhìn một chút,
hắn tự nhiên là biết ngươi là truyền nhân của ta. Sau đó, ngươi gọi hắn đem huyền thiên tinh chảy quyết truyền thụ cho ngươi, đối ngươi tu vi tăng tiến rất có tác dụng. Diệp thần nói, huyền thiên tinh chảy quyết. Lạc Phi Thiên nói, đúng vậy, đó là ta gia tộc truyền thừa công pháp, nguồn gốc từ tinh không bỉ ngạn, là một môn vô cùng cao thâm thần công, năm đó ta tự phế võ công, cái kia huyền thiên tinh chảy quyết pháp môn tu luyện, ta đã chặt đứt quên đi, nhưng đệ đệ ta hẳn còn nhớ. Diệp thần cả kinh nói, nguồn gốc từ tinh không bỉ ngạn công pháp. Tiền bối, chẳng lẽ gia tộc của ngươi, lại cùng tinh không bỉ ngạn có quan hệ sao? Lạc Phi Thiên sau lưng, là một cái gia tộc khổng lồ, năm đó thậm chí có tư cách đối kháng phần tịch Linh Sơn. Thế gian vũ trụ mệnh cách sát tỉnh giả, đều bị phần tịch Linh Sơn sát thủ thu hoạch hầu như không còn, chỉ có Lạc Phi Thiên may mắn còn sống sót, cũng là bởi vì sau lưng của hắn có một cái mạnh mẽ gia tộc thủ hộ. Chẳng lẽ nói, hắn gia tộc, lại cùng tinh không bỉ ngạn có sâu xa? Lạc Phi Thiên lộ ra một vệt có chút thần bí nụ cười, nói, ngươi nhìn thấy ta đệ đệ về sau, hắn sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Chờ ngươi lấy được huyền thiên tinh chảy quyết, kêu nữ hắn an bài ngươi lẫn vào Minh Đạo Cung, hắn nếu còn giữ Tiêu Dao đại đế quyền hành, nhất định có biện pháp. Theo thời đại viễn cổ đến bây giờ, không biết có nhiều ít thiên đế thần linh vẫn lạc, nhưng Lạc Phi Thiên đệ đệ rơi Tiêu Dao, vẫn là Tiêu Dao đại đế, còn giữ thiên đế quyền hành, cái kia nội tình tự nhiên là không như bình thường. Nếu có Tiêu Dao đại đế an bài, Diệp thần mong muốn lẫn vào Minh Đạo Cung, cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Diệp thần nhãn tình sáng lên, gật gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, tiền bối, muốn nói cho Tiêu Dao đại đế, Minh Đạo Cung đệ tử bị tà túy ăn mòn sự tình sao? Lạc Phi Thiên nói, tốt nhất đừng, đệ đệ ta hắn cùng Minh Đạo Cung trở mặt thành thù, thậm chí muốn liên thủ với Hắc Ám Ma Quân, đem Minh Đạo Cung triệt để tiêu diệt cái kia song phương cừu hận chắc chắn cực sâu. Đệ đệ ta đạo tâm khả năng cũng lâm vào một loại nào đó ma chướng, tà túy ăn mòn sự tình, ngươi đề cũng không cần đề. Chờ chúng ta tiến nhập Minh Đạo Cung, lại nghĩ biện pháp đi giải quyết. Diệp thần gật gật đầu, đại khái hiểu tiếp xuống nên đi làm cái gì. Hiện tại hắn tại vọng hồ đạo tràng bại lộ, đã không thể lại dựa vào chính mình lẫn vào Minh Đạo Cung, cần Tiêu Dao đại đế hỗ trợ. Chờ lẫn vào Minh Đạo Cung về sau. Ngoại trừ muốn tìm đạo Thiên Sơn Hà Lô cùng Bạch Hổ mảnh vỡ bên ngoài, Diệp thần còn cần giải quyết tà túy vấn đề. Minh Đạo Cung cùng Tiêu Dao đại đế, cừu hận hiểu lầm sâu như thế, sau lưng rất có thể là Hắc Ám Ma Quân đang làm trò quỷ, dựa vào sử thần tộc thủ đoạn đặc thù, bóp méo hết thảy. Lạc Phi Thiên cuối cùng nói, ta cho ngươi Tiêu Diêu đạo tràng tọa độ, ngươi lập tức đi tới. Mộ chủ, ngươi nếu nguyện ý làm truyền nhân của ta, ta đây coi như sư phụ của ngươi. Luận bối phận, đệ đệ ta liền là của ngươi sư thúc, ngươi nhìn thấy hắn về sau, có thể được cung kính một chút. Nói xong cong ngón búng ra, một đạo quang mang bắn vào Diệp thần trong đầu, đó là Tiêu Diêu đạo tràng tọa độ. Diệp thần nói, đúng, tiền bối. Biết Tiêu Diêu đạo tràng tọa độ, Diệp thần lập tức tế ra thiên quang trục nhật hạm, đạp lên thuyền phá không mà đi. Nhưng, nhích người không bao lâu, Diệp thần liền thấy ngũ tạng lục phủ một hồi kịch liệt quặn đau. Không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, đau nhức phía dưới, cái trán liền mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Đây là, cắn trả sao? Diệp thần mơ hồ thấy, trong cơ thể đột nhiên dâng lên đau đớn, cùng tinh bạo khí lưu trảm có quan hệ. Lạc Phi Thiên nói, đúng vậy, mộ chủ, trước ngươi một kiếm kia, không dùng toàn lực. Tinh bạo khí lưu trảm, là phi thường thuần túy cùng cực đoan kiếm pháp, thi triển này kiếm, không thể lưu lực, nhất định phải toàn lực bùng nổ. Nếu có giữ lại lời vậy thì chờ cùng kìm nén một hơi không ra, nhất định thương thân. Diệp thần nhếch nhếch miệng, nói, nguyên lai là thế này phải không? Nhưng ta cảm giác, kiếm pháp chi đạo, chú trọng thu phóng tự nhiên, không có lý do xuất liên tục kiếm lực đạo, đều không thể trưởng khống, ta tu vi khả năng còn chưa tới nhà đi. Lạc Phi Thiên lắc lắc đầu nói, không phải, ta nói, tinh bạo khí lưu trảm là cực kỳ đặc thù tồn tại, một kiếm này chỉ có thể toàn lực bùng nổ. Lúc này mới phù hợp thuần túy kiếm đạo, nếu như lưu lực, trong lòng có kiêng kỵ vậy liền không thuần túy. Diệp thần im lặng, từ chối cho ý kiến, trong lòng kỳ thật không quá đồng ý. Hắn cũng có hắn đạo, hắn không đồng ý Lạc Phi Thiên quan niệm, nhưng mặt ngoài cũng không phản bác. Dù sao, hiện tại Diệp thần, chỉ là vừa mới lĩnh ngộ tinh bạo khí lưu trảm, còn không có đi đến thu phóng tự nhiên cảnh giới. Đạp lên thiên quang trục nhật hạm. Diệp thần chiếu vào Lạc Phi Thiên cho tọa độ,
rất nhanh liền đi tới Tiêu Diêu đạo tràng. Cái gọi là Tiêu Diêu đạo tràng, ban đầu thời điểm, cũng chỉ là một cái không lớn động thiên, nhưng theo Tiêu Giao đại đế kinh doanh lớn mạnh, hôm nay Tiêu Diêu đạo tràng, đã là một mảnh đại tinh vực, ở vùng tinh vực này bên trong, nhật nguyệt tinh thần ngàn ngàn vạn vạn, trong đó hoàng triều đế quốc, tông môn bang phái, càng là không thể đếm, tất cả mọi người tin phụng cùng một cái thần linh, cái kia chính là Tiêu Giao đại đế. Tại đây mảnh đại tinh vực trung ương nhất, vô tận tinh thần chiếu rọi quay quanh ở giữa, liền đứng sừng sững lấy Tiêu Giao đại đế pho tượng, so nhật nguyệt tinh thần còn muốn vĩ đại hùng vĩ, tinh vực bên trong tất cả tinh cầu, toàn bộ vây quanh pho tượng xoay tròn. Pho tượng to lớn đến ngay cả nhật nguyệt tinh cầu, thoạt nhìn cũng tựa như từng khỏa viên đạn. Nơi này chính là Tiêu Diêu đạo tràng sao? Thật sự là khí phái a. Diệp Thần nhìn xem Tiêu Diêu đạo tràng tráng lệ hình ảnh, cũng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, ngươi trực tiếp quang minh ngươi thân phận của Luân Hồi Chi Chủ, đệ đệ ta tự nhiên sẽ tự mình tiếp kiến ngươi. Diệp Thần gật gật đầu, hiện tại ngay tại Tiêu Diêu đạo tràng tinh vực bên ngoài, kêu lớn. Luân Hồi Chi Chủ Diệp Thần, cầu kiến Tiêu Giao đại đế, còn mời Tiêu Giao đại đế ban thưởng thấy. Tiêu Diêu đạo tràng có tinh thần cấm chế thủ hộ, Diệp Thần cũng không xông vào, liền quang minh thân phận, chờ đợi tiếp kiến. Thanh âm hắn truyền ra, tại toàn bộ Tiêu Diêu đạo tràng tinh vực bên trong quanh quẩn, rất nhiều tuần tra Tiêu Diêu đạo tràng các đệ tử, đang nghe Luân Hồi Chi Chủ bốn chữ về sau, đều là chấn động. Xoạt xoạt xoạt, Diệp Thần liền thấy, bốn phương tám hướng, có từng đạo lưu quang bay vụt tới, hiển nhiên là Tiêu Diêu đạo tràng đám người, đã bị hắn kinh động đến. Lại có một đạo thanh âm thê lương, phát sau mà đến trước, Luân Hồi Chi Chủ đại giá đích thân tới, không biết có gì muốn làm. Diệp Thần cao giọng nói, ta có chuyện khẩn yếu, muốn cầu kiến Tiêu Giao đại đế đại nhân. Thanh âm kia nói, đại nhân không dám nhận, Luân Hồi Chi Chủ nếu không chê, có thể đến tệ chỗ uống một chén trà. Nói xong liền có thực một đầu hồng kiều thất thải mờ mịt, đế khí tràn ngập, theo tinh vực trung tâm pho tượng chỗ, một đường hoành phá tinh không, kéo dài đến Diệp Thần trước mặt. Hồng kiều lướt qua, hết thảy Tiêu Diêu đạo tràng đệ tử, toàn bộ hoảng hốt quỳ xuống cúng bái. Diệp Thần gật gật đầu, nghĩ đến đó chính là Tiêu Giao đại đế thanh âm, liền đạp lên hồng kiều, hướng về tinh vực trung ương đi đến. Hồng kiều xỏ xuyên qua tinh không, nhìn như lộ trình dài đằng đẵng, nhưng Diệp Thần đi không có mấy bước, phảng phất xúc địa thành thốn, rất nhanh liền thấy điểm cuối cùng. Tinh vực trung ương, cái kia pho tượng to lớn phía dưới, là huy hoàng khắp trốn dãy cung điện rơi. Những cung điện này dựa theo cửu cung bát quái trận hình kiến tạo, rất có trật tự nhịp điệu, bố trí này chút trận hình người, tất nhiên là trận pháp nhất đạo bên trên cao thủ. Diệp Thần cũng là người trong nghề, nhìn thấy những cung điện này phân bố, liền biết này Tiêu Diêu đạo tràng có ít đồ, đáy xúc tích thâm hậu. Đạo tràng trong cung điện, rất nhiều đệ tử, nhìn thấy Diệp Thần đến, đều là khoanh tay đứng tại hai phía khom mình hành lễ. Diệp Thần cái này Luân Hồi Chi Chủ, tại tinh không tranh bá thi đấu sau khi kết thúc, uy danh càng là long trọng, người người đều biết hắn tư tưởng ra đạo thiên kiếm vĩ đại kỳ quan, thậm chí đánh bại Ma Phi Thiên, cho nên đều đối với hắn 10 điểm sùng kính. Xoạt, xoạt, xoạt. Cửu trọng cung môn động mở hồng kiều kéo dài đến cung điện chỗ sâu, Diệp Thần dọc theo hồng kiều một đường bước đi, liền đến một tòa đại điện bên trong, đại điện đốt hương lượn lờ, rõ ràng là trong phòng, nhưng cung điện sàn nhà, trong vắt như tinh không. Mái vòm cũng như tinh không hùng vĩ, bốn phía điểm xuyết lấy lưu huỳnh, thời gian cùng không gian pháp tắc năng lượng, ở trong đại điện tràn ngập lưu chuyển, nhìn như là một tòa cung điện, kỳ thực bên trên tựa như là một cái vũ trụ. Diệp Thần một bước vào trong đó, liền thấy toàn thân thanh lãnh, lòng dạ đột nhiên lại là một hồi khoáng đạt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại điện đầu bắc, một cái râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, làn da như khô thi lão giả. Ngồi ngay ngắn ở một tấm khảm đầy bảo thạch hoa lệ bảo tọa lên. Lão giả kia đã vô cùng già yếu, nếp nhăn sâu đến có khả năng kẹp con ruồi chết, hai phía gương mặt tiêu nghỉu xuống ra, cơ hồ rủ xuống đến đầu gối, một đôi vẩn đục đôi mắt, đơn giản như thiên ma tinh hải che kín ô uế cùng bẩn thỉu đồ vật. Ha ha, Luân Hồi Chi Chủ, hôm nay nhìn thấy tôn phạm, lão phu rất là vinh hạnh. Lão giả phát ra âm thanh, nhưng cũng không có mở miệng. Thanh âm này phảng phất là theo hắn sâu trong linh hồn tán phát ra, thê lương bên trong lại dẫn hùng hồn năng lượng, chấn nhân tâm phách, cùng mặt ngoài giả yếu 10 điểm không tương xứng. A, tiền bối chính là Tiêu Giao đại đế.
Diệp Thần run giọng hỏi. Lão giả kia khẽ vuốt cằm nói, chính là, lão phu rơi Tiêu Dao, đã tị thế ẩn cư rất lâu, ngoại trừ cùng Vọng Hồ đạo tràng bên kia còn có chút ân oán bên ngoài, cùng bên ngoài thiên cơ cơ hồ đoạn tuyệt, nghĩ không ra luân hồi chi chủ như thế thần thông quảng đại, thế mà có thể tìm tới nơi này, không biết có gì chỉ giáo. Diệp Thần rất đỗi chấn động, lặng lẽ hướng Lạc Phi Thiên dò hỏi, tiền bối, này liền là của ngươi đệ đệ sao? Làm sao lại già yếu đến tình trạng như thế? Xem Tiêu Dao đại đế bộ dáng, đã là dầu hết đèn tắt, Diệp Thần không chút nghi ngờ hắn tiếp theo sát liền muốn tắt thở. Lạc Phi Thiên cũng là 10 điểm kinh hãi, sau đó lại thở dài một tiếng, nói tuế nguyệt mày mòn, quả là tại tư, mộ chủ, ngươi theo kế hoạch làm việc, đem tiểu đạo thiên kiếm giao cho hắn nhìn một chút là được. Diệp Thần âm thầm gật đầu, liền lấy ra tiểu đạo thiên kiếm, lãng thanh hướng Tiêu Dao đại đế nói, chỉ giáo không dám nhận, Tiêu Dao đại đế, luận bối phận, kỳ thật ta phải gọi ngươi một tiếng sư thúc. Nói xong liền đem tiểu đạo thiên kiếm đưa lên. Tiêu Dao đại đế hai bên thị vệ, cung kính đem tiểu đạo thiên kiếm tiếp nhận, giao cho trong tay hắn. A, thanh kiếm này. Tiêu Dao đại đế cầm tới Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm, nhìn thoáng qua, cả người liền ngây dại. Hắn che kín nếp nhăn tay cầm, khẽ run vuốt ve thân kiếm, phần đục hai con ngươi bởi vì dần dần dâng lên xúc động, mà trở nên có chút mơ hồ, giống như có nước mắt muốn chảy ra. Đại đế, thị vệ chung quanh nhóm thấy Tiêu Dao đại đế phản ứng lớn như vậy, cũng là 10 điểm giật mình. Các ngươi lùi xuống cho ta. Tiêu Dao đại đế bỗng nhiên quát. Bọn thị vệ ngẩn ngơ, ngạc nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh, vội vàng xoay người lui xuống. Đại điện bên trong, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Tiêu Dao đại đế hai người. Diệp Thần không nói gì, im lặng chờ đợi. Qua rất lâu, Tiêu Dao đại đế cảm xúc mới thoáng trở nên bằng phẳng, đột nhiên phun ra bốn chữ kinh thiên vĩ địa. Diệp Thần liền đáp lại nói, chiếu đến bốn phương. Tiêu Dao đại đế a một tiếng, song nước mắt chảy xuôi xuống tới, nói, ngươi là truyền nhân của hắn, hắn còn chưa có chết tuyệt. Diệp Thần nói, đúng. Tiêu Dao đại đế lại kích động lên, hô hấp trở nên gấp rút, hắn múa qua múa lại tiểu đạo thiên kiếm, cả người giống như biến trẻ hơn một chút. Không, không phải giống như, hắn là thật trẻ ra, trên mặt nếp nhăn giảm bớt rất nhiều, đầu đầy già yếu tóc trắng, cũng sinh ra mấy sợi tóc đen, đôi mắt vẫn đục chi sắc rút đi, tầm mắt trở nên trạm nhiên, nhìn chăm chú lấy Diệp Thần, nói. Đây là binh khí của ngươi, nhưng ta biết bên trong đúc nóng văn minh chi kiếm, cái kia là ca ca của ta kiếm, chỉ có chiếm được công nhận của hắn người, mới có thể đủ chấp trưởng, ngươi lại thành truyền nhân của hắn. Ca ca ta ở nơi nào? Diệp Thần nói, ta không thể nói. Tiêu Dao đại đế yên lặng, cũng cảm giác được Diệp Thần có khó khăn khó nói, được a. Luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên cảm xúc cũng là có chút xúc động, cơ hồ muốn rơi lệ, rất muốn ra tới cùng Tiêu Dao đại đế nhận nhau, nhưng làm sao hắn là có tội người, hắn nếu như dám hiện thân, thiên phạt sẽ lập tức giết chết hắn. Cho nên, hắn trong lòng cho dù có muôn vàn lo lắng, bây giờ cũng chỉ có thể ẩn nấp tại luân hồi mộ địa bên trong, căn bản không thể đi ra. Tiêu Dao đại đế nhẹ vỗ về văn minh chi kiếm, nói thanh kiếm này, cũng là ca ca của ta Hải Đăng, vũ trụ mệnh cách tuy mạnh, nhưng rất dễ dàng mang đến thời không gió lốc cùng loạn lưu, không có Hải Đăng thủ hộ, rất dễ dàng liền sẽ lâm vào mê thất. Ta cũng có được vũ trụ mệnh cách, nhưng ta không có đầy đủ vững chắc Hải Đăng, vạn cổ kỳ nguyên đến nay, trôi qua 10 điểm vất vả. Nói xong, hắn thở dài một tiếng, đem tiểu đạo thiên kiếm ném vào cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp nhận, liền thấy Tiêu Dao đại đế không có tiểu đạo thiên kiếm, lại cấp tốc trở nên già yếu xuống, tinh thần kém rất nhiều. Nhìn như vậy đến, hắn già yếu nghiêm trọng như vậy, rõ ràng không chỉ là tuế nguyệt mài mòn, còn có vũ trụ mệnh cách cắn trả ảnh hưởng. Tiền bối, không, ta phải gọi ngươi một tiếng sư thúc, Tiêu Dao đại đế. Sư thúc, ngươi nếu là cần thanh kiếm này ta có thể cho ngươi mượn một thời gian. Có lẽ, ta mặt khác giúp ngươi chế tạo một tòa đầy đủ kiên cố Hải Đăng. Diệp Thần cân nhắc nói ra. Tiêu Dao đại đế lại là khoát khoát tay, nói, không cần, ngươi có lòng, nhưng ta tiếp nhận mài mòn cùng cắn trả, đã đến mức không thể vãn hồi, ta gần đất xa trời, khoảng cách khô lão mà chết cũng không xa, ta tại trước khi chết, chỉ muốn bắt hồi trở lại ca ca ta di vật. Liền là cái kia đạo thiên sơn hà lô. Luân hồi chi chủ, người nếu tới, vậy kính xin giúp ta một chút,
cái kia đạo Thiên Sơn Hà Lô, tuyệt đối không thể cho Minh Đạo Cung cái kia đám người điên chấp trưởng, chúng ta nhất định phải cướp về. Ngoại trừ cái kia đám người điên, Hắc Ám Ma Quân cũng nhất định phải đề phòng. Tên kia mặc dù mặt ngoài hợp tác với ta, nhưng ta đoán chừng đến cuối cùng, hắn là không chịu tùy tiện tương đạo Thiên Sơn sông lô nhường cho ta, coi như hắn dùng đạo tâm đã thề, nhưng ta cảm giác cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Thần nói, sư thúc, ta lần này đến đây tiếp ngươi, cũng chính bởi vì đạo Thiên Sơn Hà Lô. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đem mình tại Vọng Hồ đạo tràng trải qua khó khăn trắc trở, đơn giản nói một lần. Hắn cũng muốn đi Minh Đạo Cung, chiếm lấy đạo Thiên Sơn Hà Lô, nhưng Hắc Ám Tà Điện bên kia, không có khả năng cho hắn cơ hội. Tiêu Dao Đại Đế sau khi nghe được, lông mày lập tức nhíu chặt dâng lên, hắn ẩn cư thâm cung, dạ yếu phía dưới, bên ngoài thiên cơ không thể nghe thấy, huống chi thiên cơ khuếch tán cũng cần thời gian, hắn không có khả năng trước tiên liền biết Vọng Hồ đạo tràng chuyện bên kia. Hiện tại nghe Diệp Thần nói, hắn mới biết được Diệp Thần đã đi qua Vọng Hồ đạo tràng, mà lại cùng Hắc Ám Tà Điện phát sinh qua tranh đấu. Hắc Ám Tà Điện lệ thuộc Sửu Thần tộc, cùng Diệp Thần luân hồi trận doanh, là không chết không thôi quan hệ không có khả năng hợp tác. Nói cách khác, Diệp Thần nghĩ đến Hắc Ám Tà Điện cho phép, tiến vào Minh Đạo Cung, đó là vạn vạn chuyện không thể nào. Ngô, luân hồi chi chủ, ngươi chờ chút, ta nghĩ biện pháp, nhường ngươi lẫn vào Minh Đạo Cung. Tiêu Dao Đại Đế trầm ngâm suy nghĩ lấy, Diệp Thần đã bại lộ qua, đoán chừng khí thế đều bị Hắc Ám Tà Điện khóa chặt, nghĩ lại ngụy trang trà trộn vào đi, đó cũng không phải là chuyện dễ. Diệp Thần chờ đợi, nhưng đợi đã lâu, cũng không thấy Tiêu Dao Đại Đế lên tiếng, tựa hồ Tiêu Dao Đại Đế cũng không có biện pháp gì tốt, có thể làm cho hắn trà trộn vào đi. Sư thúc, đúng, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là thế nào mời đến cái kia phai màu người thất vô? Diệp Thần thấy Tiêu Dao Đại Đế trầm tư suy nghĩ, tinh thần tựa hồ có chút thống khổ, liền đổi chủ đề, hỏi. Tiêu Dao Đại Đế nói, há, ngươi nói cái kia thất vô hòa thượng sao? Hắn là phần Tịch Linh Sơn người, mà phần Tịch Linh Sơn là cường hãn nhất tổ chức sát thủ, chỉ cần cho đủ thù lao, liền có thể thỉnh động đến bọn hắn. Diệp Thần hỏi, vậy là ngươi làm sao thỉnh? Phần Tịch Linh Sơn lại ở đâu? Lúc trước Tinh Đạo Long Nữ liền là bị phần Tịch Linh Sơn sát thủ giết chết, Diệp Thần muốn báo thù, tự nhiên muốn thăm dò càng nhiều tình báo. Tiêu Dao Đại Đế thấy Diệp Thần hỏi nhiều như vậy, cũng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng hắn cũng không giấu giếm, nói thẳng nói ra, phần Tịch Linh Sơn chỗ, vô cùng thần bí, ta cũng không biết, đến mức muốn mời bên trong sát thủ xuất mã, vậy cũng đơn giản hết sức, chỉ cần hướng tỷ thấp nô đại thần cầu nguyện là đủ. Những cái kia phai màu người, đều tin phụng tỷ thấp nô đại thần, chỉ cần ngươi hướng tỷ thấp nô đại thần cầu nguyện, bọn hắn có khả năng nghe được thanh âm của ngươi, chỉ cần ngươi cho đủ thù lao, bọn hắn liền sẽ đáp lại ngươi. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Tiêu Dao Đại Đế nói, bất quá, muốn thỉnh phần Tịch Linh Sơn sát thủ ra mặt, đại giới to lớn, ta cho ra thù lao, chính là ta vũ trụ mệnh cách. Diệp Thần kinh hãi, nói cái gì? Tiêu Dao Đại Đế lộ ra một vệt cười khổ, nói, năm đó ta, theo phần Tịch Linh Sơn thiên tự số thứ ba sát thủ, kinh vô mệnh trên thân, tước đoạt đến thần vũ trụ ô vuông, nhưng ta không giống ca ca của ta, có mãnh liệt như vậy hải đăng thủ hộ này tước đoạt mà đến vũ trụ mệnh cách, với ta mà nói, thống khổ nhiều hơn vui sướng, ta một mực sống sót dày vò bên trong. Ta dự định đem vũ trụ mệnh cách, trả lại phần Tịch Linh Sơn, chỉ cần bọn hắn giúp ta diệt trừ Minh Đạo Cung, cũng tại sau khi ta chết, bảo hộ ta Tiêu Diêu đạo tràng. Này chính là ta cùng phần Tịch Linh Sơn ở giữa giao dịch. Nghe vậy, Diệp Thần đồng tử hơi co lại, không nghĩ tới Tiêu Dao Đại Đế xuất ra thẻ đánh bạc, thế mà khổng lồ như vậy, muốn hy sinh tự thân vũ trụ mệnh cách. Sư thúc, vũ trụ mệnh cách chân quý như vậy, ngươi lại muốn chắp tay trả lại phần Tịch Linh Sơn, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Diệp Thần tiếc hận nói. Tiêu Dao Đại Đế khoát tay một cái nói, không có gì có thể tiếc, ta không trả, bọn hắn liền muốn cứng rắn đoạt, ta Lạc gia suy sụp đã lâu, trừ ta ra, gia tộc mặt khác chi nhánh, đã toàn bộ phế bỏ, ai, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi vận mệnh trừng phạt. Ta cùng phần Tịch Linh Sơn giao dịch, ít nhất còn có thể giữ lại điểm mỹ lệ, bằng không bọn hắn nếu là không để ý đại giới cứng rắn đoạt, ta cũng ngăn cản không nổi, gia tộc bên trong đã không có người có thể đến giúp ta. Nói đến đây, Tiêu Dao Đại Đế trên mặt hiện ra thật sâu cô đơn, tại thời đại viễn cổ, Lạc gia đỉnh phong nhất thời điểm, đủ để chống lại toàn bộ phần Tịch Linh Sơn.
Tại lúc ấy, vũ trụ mệnh cách xác tỉnh giả, toàn bộ lọt vào phần tịch linh sơn săn giết thu hoạch, chỉ có đạo thiên đế Lạc Phi Thiên, bởi vì có gia tộc bảo hộ, cho nên không có có nhận đến nửa điểm thương tổn. Có thể nghĩ, năm đó Lạc gia, thế lực đến cỡ nào hùng hậu, có thể đối kháng chính diện phần tịch linh sơn. Bất quá tuế nguyệt biến thiên, hôm nay Lạc gia, đã triệt để phế bỏ, cũng chỉ có Tiêu Dao đại đế này một nhánh, miễn cưỡng có thể kéo dài hơi tàn. Tuy nói phần tịch linh sơn bên kia, tại vô tận tuế nguyệt náo động dưới, cũng là đại đại suy sụp, nhưng ít ra muốn cường hãn hơn Tiêu Dao đại đế được nhiều. Nếu quả như thật vạch mặt, Tiêu Dao đại đế là không ngăn nổi. Sư thúc, Lạc gia năm đó, thế lực cường thịnh đến đâu? Diệp Thần hỏi. Tiêu Dao đại đế nói, ca ca ta không có nói với ngươi sao? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, cặp không có, hắn gọi ta hỏi ngươi, Ngô. Gọi ngươi truyền thụ cho ta một môn công pháp, gọi Huyền Thiên Tinh Chải Quyết. Nghe được Huyền Thiên Tinh Chải Quyết năm chữ, Tiêu Dao đại đế a một tiếng, tràn đầy kinh ngạc, nói, Huyền Thiên Tinh Chải Quyết. Ca ca ta thế mà liền loại bí mật này đều nói cho ngươi, xem ra hắn thật sự là đem ngươi trở thành chân truyền đệ tử. Tại Diệp Thần nói ra Huyền Thiên Tinh Chải Quyết năm chữ về sau, Tiêu Dao đại đế liền triệt để xác định thân phận của hắn, đích thật là ca ca hắn đạo thiên đế Lạc Phi Thiên đệ tử, mà là vẫn là hạch tâm chân truyền đệ tử cái chủng loại kia. Bởi vì Huyền Thiên Tinh Chải Quyết, liên quan đến Lạc gia hạch tâm nhất bí mật, nếu như không phải đạo thiên đế chính miệng nói cho, Diệp Thần không có khả năng biết. Sư thúc, này Huyền Thiên Tinh Chải Quyết. Diệp Thần thấy Tiêu Dao đại đế phản ứng lớn như vậy, dự đoán cái kia Huyền Thiên Tinh Chải Quyết cũng không phải bình thường. Tiêu Dao đại đế biểu lộ nghiêm nghị, nói, đó là nguồn gốc từ tinh không bỉ ngạn công pháp, cũng gọi Huyền Thiên Thần Công, người có biết Huyền Thiên nhị chữ đại biểu cái gì? Diệp Thần lắc đầu, không biết. Tiêu Dao đại đế nói, bỉ ngạn thế giới có cửu thiên lớn phiệt, Huyền Thiên vì cửu thiên một trong, còn có Quân Thiên, Hạo Thiên, Thương Thiên, Biến Thiên, U Thiên, Chu Thiên, Viêm Thiên, Dương Thiên. Này cửu thiên lớn phiệt, liền là chín cái thế lực khổng lồ môn phiệt, cũng là bỉ ngạn thế giới ban đầu thế lực. Năm đó tinh không bỉ ngạn sa đọa, có thật nhiều thế lực chạy nạn đến không không lúc nào không, tỉ như anh chủng thế gia Viêm Thiên Đế, tinh không thần tộc Hỗn Độn Thiên Ma, còn có đạo tông đại chủ tể Thương Thiên Bạch Vũ, người hẳn là đều rất quen thuộc. Thương Thiên Bạch Vũ xuất thân Thương Thiên Thị, chính là cửu thiên lớn phiệt một trong, mà ta Lạc gia, là Huyền Thiên môn phiệt một cái chi nhánh. Diệp Thần kinh ngạc, nói cửu thiên lớn phiệt, sư thúc, các ngươi gia tộc, lại có thể là nguồn gốc từ tinh không bỉ ngạn. Tiêu Dao đại đế thở dài, đúng vậy a, bằng không, làm sao có thể cùng phần tịch linh sơn đối kháng. Có điều, cùng hết thảy kẻ chạy nạn một dạng, ta Lạc gia cũng gánh vác lấy tinh không sa đọa kiếp số, này sa đọa kiếp số, có thể so với thiên kiếp lôi phạt, theo bỉ ngạn thế giới chạy nạn xuống tới người, cơ bản đều tại hắc ám kiếp nạn bên trong sa đọa phai mờ. Ta Lạc gia, cũng không ngoại lệ, đỉnh phong thời điểm từng chống lại phần tịch linh sơn, nhưng rất nhanh liền suy sụp xuống. Cho tới hôm nay, theo ta được biết, còn không có sa đọa người, cũng chỉ có Thương Thiên Bạch Vũ thôi. Diệp Thần có chút hốt hoảng nghĩ thầm, Thương Thiên Bạch Vũ. Đại chủ tể quả nhiên lợi hại a. Xem Tiêu Dao đại đế bộ dáng, đã là mặt mũi nhăn nheo, gần đất xa trời, cùng đại chủ tể phong thái anh vĩ, vậy dĩ nhiên là không thể so sánh nổi. Tiêu Dao đại đế nói, Huyền Thiên Tinh Chải Quyết chính là Huyền Thiên nhất tộc độc môn thần công. Không không thời không người, là không có tư cách tiếp xúc, mưu toan nhúng chàm liền là chết. Bất quá, luân hồi chi chủ, thân phận của ngươi tôn quý đặc biệt thắng, ngươi có tư cách tu luyện Huyền Thiên Tinh Chải Quyết. Diệp Thần đi vào không không lúc nào không về sau, đủ loại truyền kỳ vinh quang sự tích, Tiêu Dao đại đế tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Đối với người bình thường tới nói, chạm thử đều phải chết Huyền Thiên Tinh Chải Quyết, hắn tin tưởng Diệp Thần có tư cách tu luyện. Diệp Thần tâm bên trong trở nên kích động, nói, sư thúc, người chịu đem Huyền Thiên Tinh Chải Quyết truyền thụ cho ta. Tiêu Dao đại đế gật đầu nói, dĩ nhiên có khả năng, ngươi cũng là cũng nhắc nhở ta, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể nhường ngươi lẫn vào Minh Đạo Cung. Diệp Thần tầm mắt sáng lên, hỏi cái biện pháp gì? Tiêu Dao đại đế đang chờ trả lời. Chợt nghe đại điện ngoài có trưởng lão kêu lên, khải bẩm đế tôn, hắc ám tà điện có sứ giả cầu kiến. Tiêu Dao đại đế nhướng mày, hỏi có chuyện gì? Trưởng lão đáp, bọn hắn mang đến đại tiểu thư tín hiệu, nói toạc trận bất lợi, đại tiểu thư muốn cầu ngươi tăng phái nhân thủ.
Tiêu Dao đại đế trầm ngâm một thoáng, nói, người bảo bọn hắn chờ lấy, 3 ngày sau đó, bản tọa lại thêm phái nhân thủ là được. Trưởng lão nói, đúng, liền lui xuống. Tiêu Dao đại đế lộ ra vẻ vui mừng, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, này khả xảo, ta đang định tăng phái nhân thủ, đi tới vọng hồ đạo tràng, ngươi trộn lẫn trong đội ngũ là được. Chỉ bất quá, thân phận của ngươi, rất dễ dàng bại lộ, ngươi cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày này ta liền vận chuyển huyền thiên tinh trải quyết pháp môn, thay ngươi chế tạo một bộ tinh nguyệt pháp bào, có thể giúp ngươi che giấu thiên cơ chỉ cần ngươi không bại lộ luân hồi pháp. Cái kia coi như hắc ám ma quân buông xuống đến trước mặt ngươi, cũng biết không phá được thân phận của ngươi. Diệp Thần nói, đa tạ sư thúc. Hắn nghĩ lẫn vào Minh Đạo Cung, khó giải quyết nhất vấn đề, liền là thân phận dễ dàng bại lộ, hiện tại có Tiêu Dao đại đế hỗ trợ che giấu lời, vậy hắn liền an toàn nhiều. Tiêu Dao đại đế nói, ừm, 3 ngày này, ngươi liền hảo hảo tu luyện huyền thiên tinh trải quyết, môn thần công này 10 điểm thâm ảo. Nhưng ta nghĩ ngươi thiên phú siêu phàm, nhất định có thể lĩnh ngộ. Nói xong, Tiêu Dao đại đế liền tế ra một bộ quyển trục, giao cho Diệp Thần. Chỉ thấy quyển trục phía trên, in huyền thiên tinh trải quyết 5 chữ. Diệp Thần cung kính tiếp nhận quyển trục, nói, đa tạ. Sau đó 3 ngày, Tiêu Dao đại đế tự tay vì Diệp Thần chế tạo tinh nguyệt pháp bào, chuẩn bị dùng để che giấu hắn khí thế, che giấu tung tích. Diệp Thần tại Tiêu Diêu đạo tràng bên trong ở lại. Cũng thừa này thời gian, cảm ngộ tu luyện huyền thiên tinh trải quyết. Môn này huyền thiên tinh trải quyết, nói là công pháp, trên thực tế càng giống là một bản trận pháp bí tịch, nguyên lý là thông qua chế tạo ngàn ngàn vạn vạn tòa trận pháp, hội tụ thành một tòa đại trận, trực tiếp hấp thu luyện hóa tinh không năng lượng, hóa tinh không linh khí cho mình dùng. Tại cửu thiên lớn phiệt bên trong, huyền thiên nhất tộc tinh thông trận pháp, cho nên bọn hắn độc môn thần công huyền thiên tinh trải quyết, liền là muôn vạn trận pháp tập hợp. Thông qua trận pháp đi hấp thu tinh không năng lượng. Tại bỉ ngạn thế giới hết thảy thế lực bên trong, huyền thiên nhất tộc rèn đúc tinh không đỉnh là nhanh nhất, rèn đúc ra tinh không đỉnh phẩm tướng cũng tốt nhất, uy lực hung mãnh nhất. Bởi vì, dựa vào huyền thiên tinh trải quyết, huyền thiên nhất tộc có thể dùng tốc độ nhanh nhất, hấp thu tinh không linh khí, không ngừng đúc đỉnh, lớn mạnh tự thân. Này huyền thiên tinh trải quyết, cũng là tuyệt diệu cực kỳ, nếu là ta có thể luyện thành, ta tinh không đỉnh. Là có thể cấp tốc chế tạo lớn mạnh. Diệp Thần tâm đầu hừng hực, hắn đã sớm đúc tạo ra được tinh không đỉnh, nhưng còn chưa đủ mạnh mẽ. Nếu như có thể luyện thành huyền thiên tinh trải quyết, dựa vào môn thần công này trợ lực, hắn tinh không đỉnh chắc chắn có khả năng lớn mạnh. Huyền thiên tinh trận, câu thông tinh không, thiên đạo phúc địa, tạo hóa vô tận. Diệp Thần ngưng thần cảm ngộ huyền thiên tinh trải quyết diệu pháp, môn công pháp này muốn hấp thu, là thiên đạo phúc địa tinh không năng lượng. Là thuần túy nhất linh khí năng lượng. Cái gọi là thiên đạo phúc địa, liền là theo thiên đạo khối Rubik bên trong, sinh sôi ra một khối nhỏ thần thánh phúc địa. Cái kia thiên đạo phúc địa tinh không, liền là ban đầu tinh không, cửu thiên lớn phiệt đều là dưới vùng trời sao này tầm thường tín ngưỡng người, cũng là ban đầu tiên dân. Diệp Thần tìm hiểu huyền thiên tinh trải quyết, liền phát hiện càng nhiều tinh không bỉ ngạn bí mật. Nguyên lai tinh không bỉ ngạn thế giới, cũng không là lăng không tạo ra. Ban đầu liền có một khối thiên đạo phúc địa, cũng gọi thiên đạo vực, có tinh không tồn tại, sáng chói cuồn cuộn. Không không thời không cổ thần nhóm, ngưỡng vọng đến thiên đạo phúc địa tinh không, tâm sinh ra đủ loại hướng tới, thế là tư tưởng ra đủ loại thế giới xinh đẹp, mỹ hảo nguyện vọng. Đủ loại này thế giới xinh đẹp, mỹ hảo nguyện vọng, tụ lại, liền dần dần lắng đọng ngưng tụ thành tinh không bỉ ngạn, đại biểu cho ban đầu cổ thần nhóm ký thác tinh thần. Cổ thần nhóm cấu nghĩ hay thật lệ thế giới bên trong, dùng luân hồi thiên quốc khí thế nhất hừng hực, cho nên đến cuối cùng, tinh không bỉ ngạn hơn phân nửa cương thổ, đều bị chư thần huyễn tưởng luân hồi thiên quốc chiếm cứ. Lại sau này, luân hồi thiên quốc sơ cứng mục nát, kéo theo toàn bộ tinh không bỉ ngạn, rơi vào sa đọa thâm uyên, hắc ám đem hết thảy bao phủ, có thật nhiều người đáp lấy phương chu, muốn chạy trốn khó đến không không lúc nào không, nhưng trên thân sa đọa tội nghiệt không hóa giải. Coi như đi tới không không lúc nào không, cũng chạy không thoát bị hắc ám yên diệt xuống tràng, chỉ có số ít bên trong số ít người, có thể miễn cưỡng cầu thả sống sót, như đại chủ tể Thương Thiên Bạch Vũ. Diệp Thần cảm ngộ huyền thiên tinh trải quyết, cũng là nhìn thấy không ít tinh không bỉ ngạn trước kia bí mật. Tinh không bỉ ngạn, thật sự là thần bí a. Diệp Thần cảm thán một tiếng, lại lắc đầu. Bất quá thế giới kia, với ta mà nói, vẫn là quá mức xa xôi. Việc cấp bách,
là mau sớm luyện thành huyền thiên tinh chảy quyết. Trước mắt Diệp Thần là tay cụt trạng thái, đại đạo không được đầy đủ, cùng người giao thủ chiến đấu, có loại loại không tiện, hắn bức thiết khát vọng tăng lên lực chiến đấu của mình. Mà môn này huyền thiên tinh chảy quyết, chính là nguồn gốc từ tinh không bỉ ngạn thần công, nếu như hắn có thể luyện thành, sức chiến đấu khẳng định có khả năng tăng vọt. Ngay sau đó, Diệp Thần liền yên lặng vận chuyển huyền thiên tinh chảy quyết, từng sợi linh khí phóng thích mà ra, bắt đầu ở quanh thân hội họa lấy một tòa tòa trận pháp. Huyền thiên tinh chảy quyết thực tế quá trình tu luyện, liền là chế tạo muôn vàn trận pháp, hội tụ thành đặc thù tinh trận, cùng thiên đạo tinh không cộng minh, từ đó hấp thu đến tinh trí thuần tinh không linh khí, lớn mạnh tự thân. May mắn Diệp Thần trận pháp tạo nghệ, cũng là tương đương thâm hậu, cho nên môn này huyền thiên tinh chảy quyết, mặc dù biến hóa phức tạp, thâm ảo huyền vi, nhưng cũng không có làm khó Diệp Thần, hắn bỏ ra một ngày thời gian, liền lĩnh ngộ đến không sai biệt lắm. Tại Diệp Thần tâm bên trong, môn này huyền thiên tinh chảy quyết, so với tinh bạo khí lưu trảm, muốn dễ dàng tu luyện một chút. Dù sao, tinh bạo khí lưu trảm thuần túy đến cực đoan mức độ, nếu như tu luyện thất bại, liền sẽ cắn trả tự thân. Nhưng huyền thiên tinh chảy quyết, cũng là không có cái gì cắn trả nguy hiểm, học được sẽ không liền sẽ không, có loại thiên đạo tự nhiên diệu pháp, không có tinh bạo khí lưu trảm như vậy cực đoan. Diệp Thần liền ở bên người không ngừng xếp trận pháp, xây dựng ra ngàn ngàn vạn vạn tầng trận pháp sáo lộ, hội tụ thành một cái tinh trận, nếm thử cùng thiên đạo tinh không câu thông. Tới ngày thứ ba, Diệp Thần rốt cục câu thông thành công. Trong đầu của hắn, xuất hiện một màn vũ trụ minh mông hình ảnh, mà trong tinh không, đang có ba tôn đại thần ngồi xếp bằng. Cái kia ba tôn đại thần, toàn thân kim quang hạo đáng, nóng rực vạn phần, Diệp Thần căn bản không nhìn thấy bọn hắn hình thể. Nhưng hắn có một loại thiên ngộ, một cách tự nhiên, liền biết cái kia ba tôn đại thần thân phận, chính là thiên đạo tam tướng thần, Phạm Thiên, Tỳ Thấp Nô. Này ba tôn đại thần, là thiên đạo hóa sinh ba đại trí cao thần, bọn hắn vị cách so với Nguyên Thiên Đế Hỏa Hồn Thiên Đế, còn phải cao hơn rất nhiều. Bởi vì Nguyên Thiên Đế Hỏa Hồn Thiên Đế, là theo thiên đạo khối Rubik sinh mặt cùng chết mặt diễn hóa ra tới, thuộc về mặt ngoài. Mà thiên đạo tam tướng thần, lại là tòng ma phương hạch tâm đản sinh ra vĩ thần, bọn hắn chấp trưởng lấy ban đầu tinh không, là thiên đạo phúc địa chúa tể. Liền coi như bọn họ vẫn lạc, bọn hắn pháp tướng thân ảnh, cũng là vĩnh hằng lạc ấn trong tinh không. Diệp Thần tu luyện huyền thiên tinh chảy quyết, gặp được thiên đạo tam tướng thần pháp tướng, liền chứng minh hắn tu luyện thành công, câu thông đến ban đầu tinh không, cái kia tinh không thuần túy, bàng bạc, rộng rãi, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Diệp Thần nắm giữ thiên đạo đại tinh không, trên thực tế liền là này mảnh ban đầu tinh không hình chiếu. Diệp Thần hít thở sâu một hơi, ban đầu tinh không cuồn cuộn linh khí, cuồn cuộn năng lượng, tựa như giang hà chảy xiết, thao thao bất tuyệt thông qua tinh trận, hướng về thân thể của hắn quán chú tới. Oanh long long. Trong chớp mắt, Diệp Thần liền hút thu vào đại lượng tinh không linh khí, chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch nở, cơ hồ muốn bạo liệt. Bỗng nhiên tràn vào tinh không linh khí, hùng hậu đến cơ hồ xanh liệt Diệp Thần kinh mạch. Rất tốt, này huyền thiên tinh chảy quyết, quả nhiên hung mạnh a. Thế mà có thể hấp thu đến như thế đầy đủ linh khí. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, tiếp tục vận chuyển huyền thiên tinh chảy quyết, hấp thu tinh không linh khí, lại điều động luân hồi chi bàn, chậm rãi ở trong người chuyển động, đem vào cơ thể tinh không linh khí tiêu hóa hết. Cũng chính là một ngày ngắn ngủi, Diệp Thần dựa vào hấp thu tinh không linh khí, tu vi thế mà liên tục đột phá, theo thiên nguyên cảnh 4 tầng sơ giai, một đường đột phá trung giai, bước vào cao giai hàng ngũ. 4 tầng cao giai, này đột phá cũng quá nhanh. Như vậy hung mãnh đột phá, làm cho Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Đây cũng là hắn tại thần đạo cảnh thời điểm, đặt xuống đầy đủ ghim chắc căn cơ, cho nên hiện tại cảnh giới đột phá, liền so trước kia đơn giản nhiều. Ước định 3 ngày kỳ hạn đến, Tiêu Dao đại đế cùng Diệp Thần lại gặp nhau. Nhìn thấy Diệp Thần tu vi đã có đột phá, toàn thân tinh quang lưu chuyển bộ dáng, hắn cũng là rất đỗi kinh ngạc, nói. Luân hồi chi chủ, ngươi nhanh như vậy liền tu luyện có thành tựu, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết Diệp Thần thiên phú siêu phàm, nhưng nghĩ đến 3 ngày thời gian ngắn như vậy, Diệp Thần tối đa cũng liền là sơ bộ lĩnh ngộ huyền thiên tinh chảy quyết, không nghĩ tới hắn đã tu luyện có thành tựu, trực tiếp đột phá đến thiên nguyên cảnh 4 tầng cao giai cảnh giới. Diệp Thần nói, sư thúc, đa tạ ngươi truyền công, môn này huyền thiên tinh chảy quyết, đối ta tu vi tăng thêm to lớn.
Dựa vào huyền thiên tinh chảy quyết, Diệp Thần hấp thu ban đầu tinh không linh khí, không chỉ là tu vi đột phá, liền tinh không đỉnh cũng đi theo mạnh lên, các phương diện tăng thêm to lớn. Tiêu Dao đại đế hết sức vui mừng, nói, ngươi có thể lĩnh ngộ liền tốt, ta Lạc gia xem như có người kế nghiệp, ân, ta ban thưởng ngươi tinh nguyệt pháp bào, có thể trợ ngươi che giấu thiên cơ, lẫn vào Minh đạo cung. Hắn ngón tay một chỉ, một bộ pháp bào, liền bao trùm tại Diệp Thần trên thân, thiên tinh vạn nguyệt thiêu thùa, hoa lệ rực rỡ, Diệp Thần mặc lên người về sau, cũng chỉ có tinh nguyệt hào quang cuồn cuộn, tự thân luân hồi khí thế hoàn toàn bị che đậy kín, chỉ cần không chủ động bùng nổ, người ngoài tuyệt đối nhìn không thấu thân phận của hắn. Đa tạ sư thúc, Diệp Thần mừng thầm trong lòng, có này tinh nguyệt pháp bào che lấp, chỉ sợ liền cái kia thất vô hòa thượng, cũng không nhận ra hắn. Pháp bào 10 điểm rộng thùng thình, liền Diệp Thần tay cụt hình dáng, cũng cùng nhau che lại. Tiêu Dao đại đế gật gật đầu, nói, ngươi cùng ta môn hạ trận pháp sư, đi tới vọng hồ đạo tràng, chờ phá vỡ Minh đạo cung cửa vào về sau, ngươi là có thể đi theo trộn lẫn tiến vào. Chờ lẫn vào Minh đạo cung, ngươi liền đem bên trong người toàn giết, chiếm lấy đạo thiên sơn hà lô. Minh đạo cung người, không đáng lo lắng, nhưng muốn cẩn thận hắc ám tà điện phản bội. Hắc ám ma quân mặc dù dùng đạo tâm phát thể hợp tác với ta, nhưng dùng tính nết của hắn, lại làm sao có thể tùy tiện tương đạo thiên sơn sông lô cho ta. Nếu là hắc ám tà điện bên kia vạch mặt, ngươi kêu gọi tên của ta, ta sẽ lập tức buông xuống giúp ngươi, khục. Khụ khụ. Tựa hồ dự cảm được tương lai có một trận ác chiến, Tiêu Dao đại đế nỗi lòng bốc lên, kịch liệt ho khan một hồi, hắn bây giờ trạng thái, vô cùng hỏng bét, gần đất xa trời, một bộ suy sụp bộ dáng. Nếu như bùng nổ ác chiến, thân thể của hắn sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Diệp Thần nói, sư thúc, người tốt nhất dưỡng sinh, ta sẽ xử lý, chờ ta lấy đến đạo thiên sơn hà lô, ta sẽ giúp người thối luyện thân thể, hóa giải suy sụp. Tiêu Dao đại đế cười khổ nói, vô dụng, thân thể ta mài mòn già yếu quá lợi hại, lại trường kỳ tiếp nhận vũ trụ mệnh cách cắn trả, thùng trăm ngàn lỗ, đã không có bất luận cái gì cứu vãn khả năng, ai? Người đi đi, lấy trước trả lời thiên sơn sông lô lại nói. Ngay sau đó, Tiêu Dao đại đế an bài số 10 cái trận pháp sư, cùng Diệp Thần cùng một chỗ, đi tới vọng hồ đạo tràng. Này số 10 cái trận pháp sư, đều mặc lấy đủ loại hoa lệ áo choàng, Diệp Thần trộn lẫn ở trong đó, mảy may cũng không thấy được, hắn lại dùng mặt nạ pháp dịch dung, biến đổi tướng mạo, cái kia càng là ai cũng không nhận ra. Những trận pháp này sư, cũng là Tiêu Dao đạo tràng hạch tâm chỗ. So với Ngư Triều Hy trước đó mang tới, thực lực mạnh mẽ hơn nữa. Đoàn người trùng trùng điệp điệp, đi vào vọng hồ đạo tràng, buông xuống đến thiên đạo hồ bên trong. Diệp Thần lại lần nữa trở lại thiên đạo hồ, chỉ thấy Ngư Triều Hy chờ một đám trận pháp sư, đang ở gian khổ phá trận, nhân thủ hao tổn càng ngày càng nhiều, tình huống rất không ổn. Diệp Thần lại gặp được cái kia thất vô hòa thượng, lại là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, ngay tại ven bờ hồ tĩnh tọa. Hắc ám tà điện cái kia Tô trưởng lão, thì là lo lắng đi qua đi lại, tại nhìn thấy Diệp Thần đoàn người đến về sau, hắn lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chư vị đại sư, các ngươi có thể tính đến rồi. Tô trưởng lão hướng về Diệp Thần đám người chắp tay, hắn tự nhiên không nhận ra Diệp Thần, chỉ nói là Tiêu Dao đạo tràng cuối cùng chịu phái trận pháp sư tới tiếp viện. Diệp Thần chờ một đám trận pháp sư, cũng không nói thêm gì, lập tức dồn dập hạ xuống đáy hồ. Rơi vào cái kia tinh thiên sơn sông trận bên trong, bắt đầu phá trận. Ngồi ngay ngắn ở trận nhãn bên trên Ngư Triều Hy, lại bắt được một đạo xa lạ khí tức, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Nàng là Tiêu Dao đạo tràng thánh nữ, chính mình môn phái bên trong có nhiều ít trận pháp sư, nàng tự nhiên rất rõ ràng, cũng có thể nhận ra đến, nhưng nàng dò xét Diệp Thần thời điểm, lại thấy Diệp Thần vô cùng lạ lẫm. Trong nội tâm nàng nghi hoặc, đột nhiên thấy Diệp Thần bên trái ống tay áo, tựa hồ là không, nghi ngờ của nàng liền biến thành chấn động, trong ánh mắt lộ ra thật sâu kinh hãi. Kinh hãi phía dưới, nàng một cái phân tâm, trận nhãn áp chế không nổi, liền có một cỗ hỏa lò liệt hỏa, theo trong trận nhãn bạo sông mà lên, muốn đem nàng đốt diệt. Chung quanh trận pháp sư đều là kinh hô, trong lúc nguy cấp, Diệp Thần đưa tay tới, vỗ vỗ Ngư Triều Hy bả vai, thản nhiên nói, tiểu thư chớ có phân tâm. Theo Diệp Thần như thế vỗ, trong trận nhãn nổ lên liệt hỏa, cũng toàn bộ tắt đi. Nguyên lai là Diệp Thần âm thầm vận chuyển thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, áp chế hỏa diễm, cứu được Ngư Triều Hy một mạng. Ngư Triều Hy vẫn chưa hết sợ hãi,
trong lòng đã mơ hồ đoán được thân phận của Diệp Thần, lo sợ nghi hoặc chớ định, lại cũng không dám bại lộ tâm tư, liên tục hít sâu mấy hơi thở, để cho mình chấn định lại, tiếp tục phá trận. Trên bờ hồ Tô trưởng lão, còn có rất nhiều hắc ám tà điện các cường giả, cũng không có phát giác được dị dạng, chỉ cho là Diệp Thần là cái trận pháp cường đại sư, nào nghĩ tới hắn kỳ thật liền là luân hồi chi chủ. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Thần, Ngư Triều Hy đoàn người chuyên tâm phá trận, cũng không nhận được cái gì quấy rầy, cũng không có ngoại ý muốn lại phát sinh. Dưới nền đất Minh Đạo Cung người, cũng chưa hề đi ra quấy rối, bọn hắn cũng không dám ra tới, bởi vì Minh Đạo Cung thế lực, so sánh với Hắc Ám Tà Điện, vẫn có chút nhỏ yếu, đang đối mặt giết không có tính toán trước, bọn hắn chỉ có dựa vào Đạo Thiên Sơn Hà Lô cùng địa mạch chi lợi, mới có chống lại khả năng, cho nên cũng không dám trực tiếp ngoi đầu lên. Cuối cùng, tại nửa tháng trôi qua về sau, Diệp Thần đoàn người chính là thuận lợi phá hết Tinh Thiên Sơn sông trận. Oanh long long, Tinh Thiên Sơn sông trận bị phá, đáy hồ lay động đổ sụp, Diệp Thần đoàn người đều bay lên, nhìn xuống xuống, liền thấy trận pháp phá giải đổ sụp về sau, lộ ra một cái đen thẫm như vòng xoáy giống như lối vào. Cái này cửa vào, không hề nghi ngờ, chính là Minh Đạo Cung lối vào, nhưng tĩnh mịch hắc ám, phảng phất cự thú miệng, ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm, để cho người ta không rét mà run. Ngư Triều Hy thấy thế, liền hướng Tô trưởng lão nói, Tô trưởng lão, cửa vào xuất hiện, các ngươi đi vào trước. Tô trưởng lão nhưng cũng sợ lọt vào mai phục, nói, Ngư tiểu thư, còn là của các ngươi người đi vào trước. Hai phía trận doanh, người nào cũng không muốn trước xuống đất đáy, đều sợ bị phục kích. Chỉ thấy một người đứng ra, lại là Thất Vô Hòa Thượng, hắn lãng thanh nói ra tiểu tăng dẫn đường là được. Nói xong hắn liền một cái lắc mình, bước vào vòng xoáy cửa vào. Tô trưởng lão hắc một tiếng cười, nói, hòa thượng này cũng là có điểm lá gan. Thất Vô Hòa Thượng tự xưng vô địch, không không phải vô địch trước không nói, hiện tại hắn dám thứ nhất tiến vào lòng đất, đích thật là dũng cảm lớn mật. Có Thất Vô Hòa Thượng xung phong, Ngư Triều Hy cùng Tô trưởng lão liền rất yên tâm, các dẫn người dọc theo cửa vào đi vào. Diệp Thần cũng lẫn trong đám người, tiến vào lòng đất, hắn thấy cái kia Tô trưởng lão khí tức có chút cường hãn, nhưng cũng không tính quá nghịch thiên, đại khái liền là thần vương cảnh sơ kỳ bộ dáng, cũng không là thiên đế. Minh Đạo Cung bên này, thiên đế sớm đã bị giết chết, bây giờ chiến lực mạnh nhất cũng là thần vương. Tô trưởng lão mang theo hơn 100 cái hắc ám tà điện tinh nhuệ đệ tử, Ngư Triều Hy bên này trận pháp sư, cũng tất cả đều là tu luyện huyền thiên tinh trải quyết hảo thủ, lại thêm Thất Vô Hòa Thượng, đội hình thập phần cường đại. Theo mặt ngoài đến xem, Diệp Thần bên này trận doanh, là có thể đem Minh Đạo Cung ép vì phấn vụn, liền xem Minh Đạo Cung át chủ bài thủ đoạn như thế nào. Xuyên qua cửa vào về sau, Diệp Thần một nhóm người đi tới thế giới dưới lòng đất, chỉ thấy trong lòng đất, khắp nơi tràn ngập từng sợi khói mù, tràn ngập nóng bỏng nóng rực khí tức, lại hun mắt người, để cho người ta có chút khó chịu. Thất Vô Hòa Thượng đang tại phía trước, nói, đây là Đạo Thiên Sơn Hà Lô tán phát hỏa khói, các ngươi cẩn thận một chút. Hắn có cứu thục pháp hoàn thủ hộ, cũng không sợ hỏa khói trùng kích. Diệp Thần đoàn người tại hỏa khói quanh quẩn dưới, tựa như đặt mình vào tại sấy khô trong lò, nóng bỏng khó nhịn, không ít người làn da đều bị hun đỏ lên, cũng có người hai mắt đều bị hun mù, trận trận bị khói sặc đến tiếng ho khan, liên tiếp. Diệp Thần yên lặng vận chuyển luân hồi pháp, trong đan điền luân hồi chi bàn chuyển động, đem quanh thân hơi khói hóa giải mất, yên lặng nhìn chăm chú lấy bốn phương. Khói mù vờn quanh phía dưới, Diệp Thần cũng thấy không rõ cảnh tượng chung quanh, nhưng mơ hồ cảm nhận được phía trước có một cỗ đặc biệt năng lượng cường đại khí tức, nghĩ đến cái kia chính là Đạo Thiên Sơn Hà Lô khí tức. Trừ cái đó ra, Diệp Thần còn bắt được bạch hổ mảnh vỡ khí tức, vậy mà cùng Đạo Thiên Sơn Hà Lô trộn lẫn làm một thể. À, đúng, bạch hổ mảnh vỡ, nguyên lai lại giấu ở Đạo Thiên Sơn Hà trong lò. Diệp Thần cảm thụ rõ ràng, trong lòng thấy được một màn hình ảnh, một tòa rộng rãi to lớn hỏa lò, hiện lên trong đầu hắn bên trên. Hỏa lò bên trên điêu khắc Cẩm Tú Sơn Hà đồ đằng, lại có lúc không vũ trụ đại đạo huyền bí, chính là Đạo Thiên Sơn Hà Lô. Mà Diệp Thần bạch hổ mảnh vỡ, ngay tại Đạo Thiên Sơn Hà Lô lòng lò bên trong. Bởi vì Đạo Thiên Sơn Hà Lô khí thế sục sôi, che giấu bạch hổ mảnh vỡ khí tức, cho nên coi như là Lạc Phi Thiên, còn có trước đó Nhậm Phi Phàm, đều bắt không đến bạch hổ mảnh vỡ chút nào tung tích, thậm chí cho rằng bạch hổ mảnh vỡ không tồn tại. Chỉ có Diệp Thần. Bởi vì hắn là luân hồi chi chủ, đối luân hồi tương quan đồ vật,
cảm ứng đặc biệt nhạy cảm, cho nên hắn có thể cảm thấy được, bạch hổ mảnh vỡ ngay tại đạo Thiên Sơn Hà trong lò. Mộ chủ, nguyên lai người bạch hổ mảnh vỡ, lại có thể là tại đạo Thiên Sơn Hà trong lò sao? Lạc Phi Thiên cũng là 10 điểm giật mình, bấm ngón tay tính toán, ngô. Hẳn là Minh Đạo Cung bên trong một vị nào đó cường giả, cơ duyên xảo hợp đạt được bạch hổ mảnh vỡ, muốn dùng tới bổ sung đạo Thiên Sơn Hà Lô. Đạo Thiên Sơn Hà Lô, chính là Lạc Phi Thiên tư tưởng vĩ đại kỳ quan, này vĩ đại kỳ quan cần phải không ngừng bổ sung thiên tài địa bảo, mới có thể rèn đúc ra pháp tướng. Nói như vậy, vĩ đại kỳ quan đều không cách nào hoàn toàn thực hiện, chỉ có thể rèn đúc ra cái hình thức ban đầu, có thể hiển hóa ra một đạo khái niệm pháp tướng, cũng đủ để kinh thiên động địa, uy thế nghiền ép phần lớn không vô thần khí. Nếu là Diệp Thần bạch hổ mảnh vỡ, thành công bổ túc vào đạo Thiên Sơn Hà Lô, cái kia đạo Thiên Sơn Hà Lô bộc phát ra pháp tướng uy thế, chỉ sợ là muốn hủy thiên diệt địa. Bất quá, bạch hổ mảnh vỡ chính là thần giáp mệnh tinh tứ tượng mảnh vỡ một trong, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị luyện hóa, trước mắt bạch hổ mảnh vỡ tại đạo Thiên Sơn Hà trong lò, tương đương với một khỏa khảm nạm bảo thạch, còn duy trì hoàn chỉnh, căn bản không có bị hòa tan luyện hóa hết. Đạo Thiên Sơn Hà Lô ngay ở phía trước, tiền bối, ta trước đi qua nhìn một chút lại nói. Diệp Thần tâm bên trong hừng hực, chỉ muốn nhanh lên cầm tới bạch hổ mảnh vỡ, hiện tại khóa chặt đạo Thiên Sơn Hà Lô khí tức, cũng nhanh bước hướng phía trước chạy đi. Thế giới dưới lòng đất bên trong khắp nơi tràn ngập hỏa khói, xương trắng cuồn cuộn hơi khói che đậy hết thảy, Diệp Thần thoát ly đội ngũ tự động trước chạy, người nào cũng không có phát hiện. Trong xương khói, Tô trưởng lão thanh âm truyền ra, phía trước 20 dặm chỗ, chính là đạo Thiên Sơn Hà Lô chỗ. Cũng là Minh Đạo Cung Sơn môn chỗ, đám kia dư nghiệt, nhất định là bày ra thiên la địa võng, chờ chúng ta đi qua chịu chết. Cẩn thận hành động. Một đám hắc ám tà điện tinh nhuệ đệ tử đáp, đúng, Tô trưởng lão. Ngay sau đó, mọi người khí thế hợp thành một thể, chân đạp chỉnh tề bộ pháp, thận trọng từng bước tiến lên, chỉ phải gìn giữ đề phòng, dùng hắc ám tà điện bên này trận doanh thực lực, muốn tiêu diệt Minh Đạo Cung cũng không khó khăn, Tô trưởng lão trên tay cũng có một chút át chủ bài. Thất Vô Hòa Thượng thản nhiên nói, không cần khẩn trương như vậy, có tiểu tăng ở đây, chỉ cần tiểu tăng trấn áp cái kia đạo Thiên Sơn Hà Lô, Minh Đạo Cung tự nhiên tự sụp đổ. Minh Đạo Cung chỗ lợi hại, liền là đạo Thiên Sơn Hà Lô, nếu như đạo Thiên Sơn Hà Lô bị áp chế, vậy bọn hắn sẽ cùng là bị nhổ răng móng vuốt lão hổ, không còn có một điểm lực sát thương. Tô trưởng lão xùy một tiếng, khinh thường bật cười, lại là không tin Thất Vô Hòa Thượng có lợi hại như vậy, nói Thất Vô Đại Sư vẫn là không muốn cuồng vọng như vậy, đạo Thiên Sơn Hà Lô chính là vĩ đại kỳ quan, cũng không có dễ đối phó như vậy. Ngư Triều Hy nói, Tô trưởng lão, chúng ta ước định qua, chờ diệt sát Minh Đạo Cung về sau, đạo Thiên Sơn Hà Lô về chúng ta tiêu diêu đạo tràng. Nếu như không phải tiêu diêu đạo tràng ra tay, hắc ám tà điện bên này, liền Minh Đạo Cung lối vào cũng không tìm tới. Cho nên, nếu như có thể diệt sát Minh Đạo Cung, tiêu diêu đạo tràng bên này ra sức lớn nhất, tự nhiên cũng muốn đổ tốt nhất. Tô trưởng lão biểu lộ cứng đờ, sau đó chìm nhưng gật đầu nói, không có vấn đề, ta hắc ám tà điện, sẽ tuân thủ lời hứa. Đoàn người từng bước tiến lên, hướng về Minh Đạo Cung Sơn môn chỗ đạp đi, trên đường có chút tu vi hơi yếu người, không chịu nổi đạo Thiên Sơn Hà Lô hơi khói trùng kích, dồn dập ngã xuống, nhưng những người còn lại, cộng lại y nguyên có vô cùng cường hãn sức chiến đấu. Diệp Thần cũng không có cùng mọi người cùng một chỗ tiến lên, mà là thoát ly đội ngũ, dự định đoạt ở trước mặt mọi người, trước phóng đi Minh Đạo Cung. Lạc Phi Thiên lại trầm giọng nói, mộ chủ, chậm đã. Diệp Thần nói, làm sao? Lạc Phi Thiên nói, ta hậu nhân đệ tử, bọn hắn bị tà túy xâm lấn, tinh thần vặn vẹo, ngươi coi như lấy ra tiểu đạo thiên kiếm, bọn hắn khả năng cũng không nhận ngươi, ngươi tùy tiện tiến đến, một khi gặp vây công, chỉ sợ bất lợi. Nghe đến đó, Diệp Thần tâm bên trong run lên, hắn vô ý thức coi là Minh Đạo Cung là đứng tại phía bên mình, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại không đơn giản như vậy. Trước đó Khương Uyển Cầm, liền đối Diệp Thần hiểu lầm to lớn, Minh Đạo Cung những người khác, khả năng cũng sẽ hiểu lầm, thậm chí cửu hận hắn. Một khi hắn lọt vào vây công, lại bị hắc ám tà điện cùng Thất Vô Hòa Thượng từ sau công kích, trước đó sau mất theo, chỉ sợ vô cùng không ổn. Tiền bối, thật là làm như thế nào? Diệp Thần lập tức thấy vô cùng khó giải quyết. Lạc Phi Thiên nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước phá giải tà túy, ta bắt được tà túy đầu nguồn,
ở chỗ này, tựa hồ là một cái đầm nước. Cho Diệp Thần chỉ cái hướng đi. Diệp Thần nhướng mày, nói ta đi phá giải tà túy, một phần vạn. Hắn chỉ sợ chính mình sau khi rời đi, hắc ám tà điện bên này, sẽ trước hắn một bước, chiếm lấy đạo Thiên Sơn Hà Lô. Lạc Phi Thiên nói, không sao, bọn hắn không dễ dàng như vậy công diệt Minh Đạo Cung, thời gian là đầy đủ. Diệp Thần tâm nghĩ cũng thế, Minh Đạo Cung có đạo Thiên Sơn Hà Lô cùng địa mạch bảo hộ, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tan tác, hắn liền gật gật đầu, dọc theo Lạc Phi Thiên chỉ, bước nhanh chạy đi. Lạc Phi Thiên chỗ tà túy đầu nguồn, cùng Minh Đạo Cung Sơn Môn khoảng cách không tính xa, đại khái chỉ có ngũ lý lộ, nhưng lại giấu ở một chỗ trong động quật. Trong động quật đường rẽ đan sen, dưới mặt đất dòng suối róc rách, từng đầu lối rẽ như mê cung. Diệp Thần dưới sự chỉ điểm của Lạc Phi Thiên, mới xuyên qua tầng tầng đường rẽ, cuối cùng gặp được cái kia cái gọi là tà túy đầu nguồn, nguyên lai là một cái lành lạnh đầm nước bên trên có một cấm chế vòng bảo hộ lấy, từng sợi thanh thủy chảy xuôi mà ra, dọc theo dòng suối chậm rãi chảy đi ra bên ngoài. À, cái đầm nước này, liền là cái gọi là tà túy đầu nguồn. Ta làm sao liền một điểm tà khí đều không bắt được. Diệp Thần nhìn xem cái kia đầm nước, cảm thấy kỳ dị, đàm thủy trong veo trong vắt, linh khí tràn đầy, nơi nào có cái gì tà khí. Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, này tà túy vô cùng che giấu, chỉ có một chút xíu, theo ngoại giới địa mạch chảy vào, lẫn vào trong đầm nước, nghĩ đến là hắc ám ma quân thủ đoạn. Minh Đạo Cung người, uống đàm thủy, tích lũy tháng ngày, tà khí tích tụ, tinh thần đạo tâm liền bị bóp méo. Hắn mắt sáng như đuốc, đã nhìn thấy đủ loại tà ác che giấu, thấy được sau lưng hắc ám ma quân thân ảnh. Nước trong đầm này, tương đương với độc dược mãn tính, nếu như chỉ uống một hai ngày, vậy dĩ nhiên không ngại, nhưng nếu như thời gian dài uống, tà độc tích lũy, liền sẽ hoàn toàn méo mó tâm thần của người ta. Thì ra là thế, vũng nước này liền là độc dược mãn tính. Nhưng, Minh Đạo Cung người, đã nhận đàm thủy độc hại, trong cơ thể tà túy thâm căn cố đế. Ta coi như nhường đàm thủy ngăn nước, cũng cứu không được bọn hắn a. Diệp Thần trầm giọng nói. Lạc Phi Thiên chau mày, nói, đúng là như thế, ta còn tưởng rằng tà túy đầu nguồn là cái gì quỷ dị vật, chỉ muốn tiêu diệt liền có thể phá giết tà túy, nhưng không nghĩ tới đúng là một cái đầm nước, là độc dược mãn tính, vậy liền không tốt hóa giải. Xem ra, vẫn là muốn ta tự mình hiển linh a. Mộ chủ, người bây giờ, trước tình hóa đầm nước tà khí. Đừng để ta hậu nhân lại chịu tà khí xâm lấn, miễn cho tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Diệp Thần gật gật đầu, huy kiếm đi đánh đầm nước bên trên cấm chế vòng bảo hộ, đầm nước này là Minh Đạo Cung nguồn nước, Minh Đạo Cung tự nhiên là chặt chẽ phòng hộ, có đặc thù vòng bảo hộ lấy. Nơi này hẳn là còn có cường giả trấn thủ, nhưng bây giờ hắc ám tà điện cùng Tiêu Diêu đạo tràng người quy mô xâm chiếm, Minh Đạo Cung muốn toàn lực phòng thủ, cho nên trông giữ nguồn nước người. Cũng bị điều trở về, chung quanh không có một ai. Diệp Thần nghĩ tịnh hóa đầm nước tà tức giận, trước hết phá vỡ cái này vòng bảo hộ. Nhưng mà, đầm nước bên trên cấm chế vòng bảo hộ, lại vô cùng kiên cố, Diệp Thần nhất kiếm vỗ xuống, thế mà không thể lập tức đem vòng bảo hộ phá vỡ. Này vòng bảo hộ, có ít đồ. Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, hắn nhất kiếm nữa đánh xuống, chỉ cảm thấy vòng bảo hộ bên trên truyền đến một cỗ mềm mại cấm chế lực. Một cỗ kim quang hình dạng như bạch hổ, tại vòng bảo hộ bên trên lấp lánh sáng tắt. Nhìn xem cái kia bạch hổ hào quang, Diệp Thần tâm đầu đột nhiên nhảy một cái này vòng bảo hộ, là dùng ta bạch hổ mảnh vỡ bố trí mà thành. Hắn đã nhìn ra, đầm nước bên trên vòng bảo hộ, lại mang theo bạch hổ mảnh vỡ lực lượng. Bạch hổ mảnh vỡ thuộc về thần giáp mệnh tinh, mà thần giáp mệnh tinh là nhất dùng lực phòng ngự xưng, cho nên, này vòng bảo hộ phòng hộ hiệu quả. Cũng là tương đương khủng bố, coi như Diệp Thần vung lên tiểu đạo thiên kiếm, cũng không thể lập tức bổ ra. Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, như thế nào, không phá nổi sao? Diệp Thần trầm ngâm nói, có chút khó giải quyết, bất quá ta còn có cái biện pháp. Diệp Thần nghĩ đến Khương Uyển Cầm, người sau là Minh Đạo Cung người, có lẽ biết phá giải cấm chế vòng bảo hộ biện pháp. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đem Khương Uyển Cầm, theo luân hồi thiên quốc bên trong phóng ra. Khương Uyển Cầm theo luân hồi thiên quốc bên trong ra tới, liếc mắt liền thấy bên cạnh đầm nước, lập tức lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ mặt, nói, Minh Nguyên tinh tuyền. Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Thần, luân hồi chi chủ, làm sao ngươi tới đến ta Minh Đạo Cung nguồn nước? À, các ngươi phá hết cửa vào.
Ngươi muốn cùng Tiêu Diêu đạo tràng liên hợp, diệt sát ta Minh đạo cung. Nàng trong mơ hồ nhìn thấy thiên cơ, đã biết Diệp Thần cùng Ngư Triều Hy, Tô trưởng lão đám người, phá vỡ Minh đạo cung lối vào, trùng trùng điệp điệp giết vào. Diệp Thần thấy Khương Uyển Cầm còn cho là mình muốn giết nàng, nghĩ thầm nàng bị tà túy xâm lấn, tinh thần đã cố chấp đến không thể nói lý mức độ, dứt khoát liền theo nàng ý tứ, âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, ta muốn nắm toàn bộ các ngươi giết sạch. Ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoãn nghe lời của ta. Khương Uyển Cầm toàn thân sợ run cả người, tiếp xúc đến Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng, trong lòng càng là kinh khủng, đạo tâm trật tự đã sắp muốn sụp đổ. Diệp Thần khí thế mạnh mẽ, hắn muốn uy áp người, cái kia Khương Uyển Cầm căn bản ngăn không được. Quỳ xuống cho ta. Diệp Thần lạnh lùng nói. Khương Uyển Cầm đạo tâm sụp đổ, liền bịch một tiếng quỳ gối Diệp Thần trước mặt, khuôn mặt tái nhợt, không dám có chút phản bác. Diệp Thần thấy mình cường thế, Khương Uyển Cầm ngược lại thuận theo, trong lòng liền dễ chịu nhiều, dứt khoát lại bá đạo một chút, đá nàng cái mông một cước, nói, người đi mở ra đầm nước này cấm chế. Khương Uyển Cầm nói, là, đừng giết ta. Nàng đạo tâm băng dưới giường, hại rất sợ hãi, hoàn toàn không dám chống lại Diệp Thần ý tứ, liền bò đi vào bên đầm nước bên trên, cắn nát chính mình đầu ngón tay, đem máu tươi nhỏ xuống đến vòng bảo hộ phía trên. Ông, vòng bảo hộ một hồi chấn động, Khương Uyển Cầm máu tươi ở phía trên lan tràn ra, từng đạo cấm chế phù văn tùy theo sáng tắt lấp lánh, rất nhanh toàn bộ vòng bảo hộ liền chậm rãi phá vỡ, trong khoảnh khắc lại biến mất vô hình. Rất tốt, ngươi hết sức nghe lời, ta không giết ngươi. Diệp Thần thấy Khương Uyển Cầm toàn thân lạnh cóng đến lợi hại, rõ ràng ở vào sợ hãi cực độ bên trong, sợ nàng bị chính mình uy áp hù chết, liền an ủi nàng một câu. Cám ơn. Khương Uyển Cầm hoảng hốt vạn phần nói lời cảm tạ, nhỏ máu phá cấm sau mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tiêu hao rất lớn, nhưng cũng không dám nghỉ ngơi, yên lặng quỳ ở một bên, chờ đợi Diệp Thần mệnh lệnh. Vòng bảo hộ phá vỡ, toàn bộ Minh Nguyên tinh tuyền đầm nước, liền không giữ lại chút nào ánh vào Diệp Thần trong mắt. Diệp Thần chỉ thấy đàm thủy trong veo, linh khí mờ mịt, vẫn là không có bắt được mảy may tà túy dấu hiệu, hắn liền âm thầm hướng Lạc Phi Thiên dò hỏi. Tiền bối, tà túy đến cùng ở đâu? Ta vẫn là không nhìn thấy một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 546.